Yam vi bụt đăng sở nam ca chá ha mê con em lòng thành kính xin quý Phật lần thứ nhì. Đức Yam vi đăng mong sở nam ca chá ha mê con em lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ nhì. Đức Yam vi sang thắng sở nam ca chá ha mê con em lòng thành kính xin quý Tăng lần thứ nhì. Ta ti yam vi bụt đăng sở năng gai chá ha mi con em hình lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti yam vi đăng mong sở năng gai chá ha mi con em hình lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta ti yam vi sang thắng sở năng gai chá ha mi con em hình lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Bồ Tăng Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Om Mang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Sang Thân Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Duttiyambi Bồ Tăng Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đức Tỳ Giám Bi Thâm Măng Sa Ra Năng Gách Chả Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đức Tỳ Giám Bi Sang Khăn Sa Ra Năng Gách Chả Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Đức Tỳ Giám Bi Bất Đăng Sa Ra Năng Gách Chả Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tật đi giảm bi thâm măng sa đa năng gót chả mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tật đi giảm bi sân hăng sa đa năng gót chả mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Thị sa đa năng ni thi tăng phát huy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phan tê, dạ chúng con xin vâng. Ba na ti ba ta về là ma đi si kho bất năng tham ma dạ mi còn si ma dự điều học là quy tránh xa sự sát sanh. A định na đa na về ra mình y sĩ khó bất nâng thâm mát dạ mi còn xin mấy dự điều học là quy tránh xa sự trộm cắp cả mê sô mi cha cha ra về ra mình y sĩ khó bất nâng thâm mát dạ mi còn xin mấy dự điều học là quy tránh xa sự tà hạnh mu sa wa dam về là mình đi sẽ khó với năng sam yao mi còn xin mấy những điều học là quy tránh xa sự nói dối sura me ra yama chấp ma đắc hà nam về là mình đi sẽ khó với năng sam yao mi còn xin mấy những điều học là quy tránh xa si dễ uống rượu và các chất say. Mana ti ba ta quê ra mani sức khả ba đăng samadhiya mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adina da na quê ra mani sức khả ba đăng samadhiya mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumi cha cha ra quê ra mani sức khả ba đăng samadhiya mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà hành. Mu sa wa da quê ra mani sức khả ba đăng samadhiya mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me rayama chấp bama đa tha na về ramani sikha badang samadhiya me
Con xin vâng dự điều học là cô ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Imane bancha sikha padane sarukam katua ngapamade nanitya kalang samarakitapang. Chư Phật tử, sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ráng như hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. A ma phan te, và chúng con xin vâng. Sile na sugati yanti, sile na phokasambhadang, sile na niputin yanti tasmai, silang viso thaye. Ta chúng sanh được sanh về cõi trời, cũng nhờ giữ giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ giữ giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhờ. Sa thu lành thai uất tam mang ghê na quạnh đê hăng ba đa phẳng sum và ruột tam mang buốt thể vô kha li tậu đâu sơ buốt thô kham ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật, là đấng chi tôn chi thanh, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uất tam mang ghê na quạnh đê hăng thầm manh cha đức quý thần và răng thầm mê vô ca lý tổ đô sơ thầm mô thầm mặt tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Ua ta măng ghê na quạnh đê hăng sang thanh cha đưa vi thơ ta măng sang khê vô khá lý tổ đô sơ sang khô khăm ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Sirat miên mê bụt thất sê thô tà rê vô tô tà đà khí nê hoa mà ẩn sê mộc gà la nô phù rà tô vi đà càn tê yam và chí mê mà mạ a nan đô phì nà sà hoa chà tô tít sà. Sà mạn tà lô kà bà la chí in đà đê hoa sà phram mạ kà hê tê sà ngà nú phá vê nà sà bê phá yà u mạt đà hoa a nê kà an thà rà yà phì vi nà sàn tu a sê. Dạ tô Đức Phật ngự trên đầu, quay mặt xá lợi Phật, quay trái tiền liên hầu. Trước mặt là tam tạng, sau lưng A Nan chầu, bốn phương A La Hán, Đế Thích lẫn Phạm Thiên. Do lực pháp màu hộ trì cả năm châu, rủi ro và tai hại, tất cả đều lo âu, xin được mau diệt tận. Tê thá lạc thá su kỳ thá vô rôn hà bút thá sá sá nê a rô gá su kỳ thá hô thá sá hạ sáp bê. Thịt nhà tị kiên cầu xin cho các thiền tính được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tính khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thu lành thai, phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thắng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên. Giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát cái liền kịp sao. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành.
Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh. Nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành. Nguyện dình tam học và định tuệ, nguyện đoạn tham sân si. Dạ đạo tràng, có nghe là được âm thanh của con không? Cho con xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ cảm ơn quý vị cho Nhật Bình một tín hiệu. Văn kinh chi cu sa na cầm mang cách tập bằng ký đi văn mà cả dê na quả cha mà na sa ti đa xê sư ga tăng cả tăng về sa ta san nhị nô a ti dê cho sa ta san no ca tăng bừng mày hằng sạp bể pha ghi và hoàn tu tên vậy tăng ca tăng sư vi đi tăng điện năng bồ nhà pha lăng mà dở dê ca ta thành cha nan ti đệ qua gạnh to như dê đa dũng sạp bể đồ cầm thì dễ sát ta chỉ quan ta hà ra hệ tu ca mà muốn năng phô cha năng sạp bể là hoàn tu mà chê ta sa ti. Vừa căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành dẻo nên điều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cùng trời đạo lợi thọ nhàn chung sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chữ thiên phàm thiên cùng là bằng trời vô tượng được mà hưởng an phước con hồi hướng dân ban. Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu. Xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay. Có người làm phước được xài, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhà. Chúng sanh thế giới ca hàng bởi nhờ thọ thực. Sanh an mạng trường sinh thâu phước báo cung dường. Hóa thành thực phẩm. Mùi hương thọa lòng. Nam mô Bụt Thầy. Giá chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức Đà Từ Bi Hoan Hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông cùng chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Bình lễ bái tâm bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, chúng con thành tâm dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Thầy. Cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sanh đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Thầy giá, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ nhà Liễu Tông cùng chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Bình kính lễ với bà với cô tu nữ. Nhật Bình kính giảng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được ngài Liễu Tông giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng. Và Nhật Quỳnh cũng kính mời quý vị chuẩn bị những câu hỏi chết chát cũng được, hoặc đưa bàn tay lên thì càng tốt hơn để có những câu hỏi để ngài giải thích, và Nhật Quỳnh cũng được học hỏi nhờ những câu hỏi của quý vị ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa,
Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bo da ha sa Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bo da ha sa Ramacha Ramma lo ka thi ba ti sa ham ba ti ka tan cha li an thi wa rang a ya cha tha tan san ti tha sat ta pa ra cha kha cha ti ka de se tu tham mang anu kam bi mang ma chang sa tham ma phê ri bi na yan cha ka yang su tan cha mang thang a bi tham ma chậm mang A cô ta dành tơ ta tư sát cha đăng đăng bập bộ thà nảy dê bà rì xa và mạnh chê. Phạm thiên Phật ngầm người khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi, viết lòng mở đạo dạy đời, nhâm vườn lộc dạ ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thỉnh giữ pháp từ đó là nhôm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng trăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nơi đàn tử bi chúng sanh ngồi khắp núng ni tối mê cầu được tri tri vẹn toàn nam mô bích tha giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Liệu Tông từ bi hoan hỷ đăng đàn đệ tử âm thanh con kính nhân bích đến ngài Nam mô Tát sa pha wa to a ra ha to sam ma sam bu tát sa Nam mô Tát sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tát sa Nam mô Tát sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tát sa Nam mô Bích Thà Giá Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Cư Sĩ Nam Cư Sĩ Nữ Trong Đạo Tràng Hy Diệu Tiếng Chúng Tôi Rõ Nam mô Bích Thà Giá và con cũng thấy trong đạo tràng quý vị trong đạo tràng cũng nghe rõ dạ năm một bích hai dạ dạ giờ bây giờ Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị nhất là những bàn tay quý vị dạ sa thú bàn tay của Quỳnh chánh tâm dạ mời Quỳnh nghe dạ con xin kính đánh lễ ba ngôi tam bảo con xin kính đánh lễ sư Chi Đức con xin kính đánh lễ ngài Liễu Tông và con xin kính đánh lễ các cô tu nữ và con xin kính chào tất cả đạo tràng. Thưa ngài, con có một câu thắc mắc là nếu mà một vị được vào đạo quả tu đạo hoàng một đạo một quả thì khi họ được nhập vào tu đạo hoàng thì họ sẽ kiếp tới họ sẽ không sanh vào bốn cõi khổ nữa. Sẽ là người tam nhân hay là ở trên cõi chư thiên. Nhưng mà ý con muốn hỏi ngài là nếu mà cái tục sinh của cái cuộc kiếp tới của họ đó, khi họ có thể họ vào niết bàn lợi từ đầu là sơ đạo sơ quả hay là họ sẽ khi họ họ sẽ mu lên bậc thánh thứ hai là họ không cần phải đi từ đầu là sơ đạo sơ quả mà họ sẽ đi từ là nhị đạo nhị quả hay là sao con cũng hơi cái thắc mắc về điều đó xin ngài giải thích cho con cảm ơn Nam mô Bụt Thầy Giá Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Quý Vị cái vị mà đắc đạo quả đầu tiên thì phải qua 16 tuệ nhưng rồi bắt đầu cái tuệ cái đạo quả thứ hai thứ ba tự lên thì không có cần phải hình như là có cái 9 hay là 1, 2, 3, 4,
Tức là trừ đi bốn bốn cái tệ đầu tiên, tức là họ bắt đầu cái tệ thứ tư trở đi ha. Nghĩa là rồi để rồi đắc nhị đạo diệu quả rồi có thể làm liên tục hoặc là cũng cũng trở lại hành thiền mà tứ niệm xứ, cũng bắt đầu tệ thứ tư trở vô chứ không có cần phải đi qua tệ thứ nhất, tệ thứ hai, tệ thứ ba giống như chúng ta. Chỉ có người đầu tiên vậy thôi. Ngay cả khi mà họ sinh ra họ đắc sơ đạo sơ quả rồi họ không có hành tiếp tục, mà họ sinh ra kiếp sau thì họ cũng bắt đầu tệ thứ tư chứ không có bắt đầu từ đầu, bởi vì hai tệ kia họ đã thấy rồi, ba tệ đầu tiên họ thấy rất rõ ràng. Nghe đó nó giống như một cái ấn chứng trong cái lộ trình tâm của họ đó. Thì nếu mà ở cõi người á, hoặc cõi thiên dục giới á, thì khoảng tối đa 7 thôi. Nhưng mà nếu mà họ sơ đạo sơ quả thì họ đắc thiền để họ sanh về cõi thiền á, thì không thấy nói là bao nhiêu kiếp, có lẽ là không có giới hạn hay kiếp, ngoại trừ những cái vị mà tâm nguyện luân hồi đó thì ta mới đi hết đoạn đường thôi. Còn những cái gì mà không có nguyện á thì người ta tùy theo có thể nhanh chậm, cái đoạn đường luân hồi người ta có thể nhanh chậm. Thì trong trong phẩm Bụt Lá Bành Nhất Tỳ, vị nào rảnh thì vô là trong Bụt Lá Bành Nhất Tỳ sẽ thấy có 7 vị, 7 cái vị mà đi trọn 7 kiếp, đi trọn 7 kiếp. Thì trong đó có ông A Na Thập Biên Thi Cả và Quý Sa Khả với mấy vị chư thiên nữa, chúng tôi không nhớ hết, nhưng mà vị nào muốn nhớ thì cái chung vô Bụt Lá Bành Nhất Tỳ thì đọc sẽ thấy. Thì bây giờ với Sa Khả bây giờ là bà đang ở cõi sáu cõi dục, thì bà đang ở cõi cõi thứ năm rồi, kiếp sau bà lên cõi thứ sáu, 5 kiếp kế đó thì bà sẽ lên ngũ tịnh cư, tức là ở đúng đúng là 7 kiếp. Mà 7 kiếp như vậy đó, cái đời sống của quý vị đó là khoảng 33.000 đại kiếp, kiếp trái đất đó. Thì nó coi như luân hồi chứ nó khủng khiếp lắm chứ nó không ít được. Còn đa số thì các vị ta không có cái lời nguyện để luân hồi chơi cho vui đó, thì thường thường nói theo kinh điển thì dễ vui lắm mới là 7 kiếp, chứ thường 1-2 kiếp là họ đã đi rồi. Bởi cái người đã thấy danh sắc này là khổ, thấy danh sắc này là cái gì mà nó họ không có đẹp đẽ, không có giống như mình phàm nhân mình suy nghĩ, thành ra khi họ đắc là muốn đi trốn cho nhanh chứ không có lây la chờ đúng 7 kiếp về. Thì cái chờ đúng 7 kiếp là chỉ có những cái vị là trong tiền kiếp, có lẽ là trước khi đắc sơ đạo sơ quả không nguyện, nguyện khi nào đắc là phải đi hết đoạn đường vậy đó, thì mới có thể xảy ra thôi. Mà trong Bụt Lá Bành Nhất Tỳ thì chỉ có nói tới 7 gì mà thôi. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ con cũng còn thắc mắc nữa là thưa ngài, vậy nếu mà trong cái kiếp này một vị đắc được sơ đạo sơ quả, thì nếu mà kiếp tới của họ trở về cõi loài người thì họ như ngài nói là họ sẽ trong cái lộ trình tâm là họ đã được chứng đạo, họ đã có cái tâm thức là họ đã được sơ đạo sơ quả, thì khi họ họ tu tập đó, thì họ sẽ từ cái giống như là cái 4 cái tầng tệ trở lên họ tu tập tiếp. Vậy thì cái sự tu tập của họ và cái sự giữ giới lúc mà khi họ sanh vào cái cõi và họ là người tâm nhân thì họ tu tập, thì vậy họ có cần một vị minh sư, một vị thầy hay là để họ hiểu họ mới tu tập, hay là tự đây là cái đó là đã có trong họ rồi, họ sẽ phát triển, họ khi họ lớn lên họ tu tập và họ sẽ tự họ, tại vì họ đã được vào sơ đạo sơ quả thì họ không cần một vị minh sư nữa, mà họ sẽ tu tập cho đến khi mà 7 kiếp nữa, hay là họ lên họ vào cõi trời, hay họ tu tập tiếp để họ thành bậc A-la-hán. Xin ngài giải thích rõ đó về cho con, xin cảm ơn ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn. Dạ kính thưa chư quý vị, vị minh sư của họ tức là
Tam Tạng Pháp Bảo. Đức Phật nói là khi ta tịch rồi pháp giới luật là thầy đó, thì tất cả những vị thánh thì họ dựa vào đó chứ không cần có tìm thầy tế độ để nương nhờ vậy đó. Bởi vì họ giàu họ ở cái cõi mà cái tư thế không phải là nhà sư đi nữa thì họ cũng dựa vào Tam Tạng kinh điển để họ hành để tiếp tục cho tới cái lỗ cuối cùng của họ mà thôi. Còn mình đó thì tu nháp, tu rồi quên đó, thành cần phải nương nhờ thầy tới độ bao nhiêu năm rồi ấy này kia, tới chừng mà mình nhắm mắt cái là tất cả trả về với các bụi, sanh làm người. Nếu gặp được giáo pháp còn thì mình lại tiếp tục nương nhờ vào cái vị thầy nào đó, cái vị tu sĩ nào đó để mình đi thôi. Chứ còn mấy cái người kia người ta đã có sẵn rồi. Ví dụ như bây giờ mình nó phải nói cho mọi vị chuyện đời thường cũng vậy chứ. Cái vị đó là nghĩa là tương đương đậu bác sĩ ở cái xứ nào đó đi qua cho xứ khác, người ta vẫn công nhận nếu cần thì chơi chứ cho thi lại một vài chuyện mà cho phù hợp với cái xã hội đó mà thôi, chứ họ đâu có phải học từ đầu giống như người mà chưa có từng biết cái gì đâu, phải không? Thì bậc thánh cũng vậy chứ, những cái căn bản họ đã nắm được thì họ từ giàu ở cõi nào cũng từ đó tiếp tục để họ đi theo cõi đó, mà dựa vào cái lời dạy của Đức Phật cho họ không có. Và cái giống như mình là phải tầm sư học đạo. Nam mô Bích Thầy á. Dạ con xin kính tri ân ngài. Dạ con xin xuống bích ạ. Dạ con cảm ơn. Lợi ích. Dạ Nam mô Bích Thầy, giá chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông đã từ bi giảng dạy những câu hỏi của huynh chánh tâm. Dạ cảm ơn Phạm Bượng và Hoa Nguyệt thiện buổi cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ Nam mô Bích Tha giá. Dạ Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị cũng như mời những câu chết chát ạ. Dạ kính mời đạo tràng. Dạ cảm ơn Xích Hà, mời Xích Hà nha. Dạ Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Mà giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông. Dạ con kính chào đạo tràng. Dạ thưa ngài, nãy ngài có nói là phàm nhân thì khi chết thì các bụi trở về các bụi. Vậy ý của ngài là sao ạ? Dạ có nghĩa là những cái gì mình học hỏi từ giáo pháp ngay đây thì nó trở thành số không hay sao ạ? Ngài con chưa có hiểu cái vấn đề đó. Dạ con trao mic lại cho ngài, con kính tri ân ngài giảng dạy. Nam mô Bụt Thầy gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Có thấy đứa nhỏ nào mới sinh ra đây, ví dụ kiếp trước nó là đọc tiến sĩ gì, đọc tờ về triết học gì ông chồng, cái nó sinh ra cái nó nói cái toàn cái ngôn ngữ đó không? À, hay là nó phải đi học lại từ đầu? Thấy không? Mình nhớ là mình phàm nhân á, có hai chuyện. Quý vị để ý cái này để quý vị hiểu. Chuyện thứ nhất là chưa về trong cái đời mà luân hồi của mình á, đối với phàm nhân thì chưa có việc ác nào mà không làm. Đó. Nhưng đối với việc thiện đó, thì có một việc chưa từng làm. Đó. Thành ra khi mình chết là mình phải bắt đầu lại từ đầu hết chứ làm sao không bắt đầu được. Đó. Việc ác thì làm tất cả ngay cái ngũ nghịch đại tội mình vẫn từng làm trong luân hồi của mình. Nhưng mà việc thiện chưa làm là việc thiện gì? Tức là sổ đa và tiền mắt. Tâm sơ đạo chưa từng làm để nó phát sanh. Bởi vì khi mà sơ đạo phát sanh rồi thì không có đường nào mà trở lại phàm nhân nữa. Dầu còn chờ xa chết rồi chắc vẫn còn có chủng tử rồi là bậc thánh. Thành ra quý vị nên nhớ chuyện đó. Thành ra bây giờ đó, tất cả những ai là phàm nhân kể cả chúng tôi nhắm mắt một cái rồi bắt đầu lại từ đầu. Những cái gì trong cái hiện tại học có tới đâu đi nữa nó cũng trở thành các bụi mà thôi. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông đã từ bi trả lời câu hỏi của Xích Hà
Và Sích Hà đã xa thú kính tri ân Ngài rồi. Và cảm ơn Hoa Nguyệt Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và quý vị nghe, quý vị có sợ không quý vị? Nhật Quỳnh nghe sợ sợ quá. Dạ, quá sợ. Bởi vì con á Bạch Ngài, con cứ mơ hồ rằng có hôn có con bị đầy, nhưng mà con cứ mơ hồ. Ráng làm sao mình tu tập đi. Chứ nếu lỡ ngày mai mình chết đi rồi là mình thành con trùng con dế vậy đó, nghe con dòi luôn nữa. Nên con rất là sợ luôn. Nhưng mà Bạch Ngài, mình sợ như vậy thì làm sao tu tập, cách nào Ngài chỉ dạy dùm cho con để mình thoát được cái nạn đó không Bạch Ngài? Con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thì chúng tôi nói kìa rồi, là mình có hai số 10 để làm thôi. 10 thứ nhất là 10 phương pháp tạo phước, tức là tha xạ buồn kỳ lý giá quách thủ. Cái thứ hai đó là thập thiện nghiệp, cũng là 10 10 cái nghiệp thiện nên làm. Bởi vì như chúng tôi nói rồi đó, 10 cái phương pháp tạo phước hoặc 10 cái thiện nghiệp đó nên làm là tại sao? Bởi vì hai cái pháp đó nó đưa tới tâm sơ đạo, và như chúng tôi nói là mình chưa từng làm. Còn ngoài ra thì tất cả các pháp nó đều đưa lại cái mình đã làm tất cả. Từ cái việc sát sanh nhỏ nhỏ này, lên tới cái chuyện mà ngũ nghịch đại tội mình đã từng làm không thiếu không chừa cái gì cả. Thành ra nó so với phạm nhân mà gặp được giáo pháp như chúng ta thì cái đó là quá đủ. Làm ác bao nhiêu đó mà cảm thấy chưa đủ thì chúng tôi không hiểu được. Quá đủ rồi. Còn 10 cái phương pháp tạo phước với 10 cái thập thiện, 10 cái thiện nghiệp đó, mình có làm cũng chỉ làm nhấp nháp thôi. Đó. Thành ra mình cần phải đầu tư cho nhất rất nhiều để đưa tới cái tâm duy nhất, tâm thiện duy nhất mà mình cần phải có, tức là tâm sơ đạo. Đó vậy, tâm sơ đạo là đầu câu chuyện, đầu cho một cái kiếp sống vinh quang về sau. Còn những cái khác là mình đã làm hết rồi. Mà bây giờ mình gặp Phật pháp mà mình còn không chịu đầu tư để được những cái đó thì phải nói là rất là sorry ha. Phải nhớ chuyện đó. Bởi vì không ai có thể bảo đảm là kiếp sau mình sanh lại vẫn gặp giáo pháp như thường, không ai bảo đảm đó. Bởi vì với cái tiền án của mình là chưa từng, nghĩa là tất cả việc ác chưa từng, cái việc nào mà mình đã không làm thì cái chuyện bây giờ mình nghĩa là đi sanh lại chắc chắn là cái điều xấu nó nhiều hơn là cái điều tốt. Nhớ chuyện đó, nó là ra ráng cố gắng điệt thì nhỏ cũng đừng bỏ qua, mà việc ác nhỏ vẫn phải chừa. Đó. Để mình tu tập tất cả cái việc thiện vậy, để mình chỉ cần hy vọng được một cái mà thôi, tức là sổ ra và tỉ mắt, tức là tâm sơ đạo rồi. Đủ giúp cho mình là cả một cái thế giới vàng son trong tương lai. Thế còn bây giờ mình đi xuống, mình tắt thở cái không ai bảo đảm mình là người ngon lành đó. Không, đừng tưởng cả kiếp này mình làm thiện, mình đi chùa, ngày nào cũng đi chùa rồi kia. Gặp mấy sư mà mấy ngày trưởng lão học kinh này trường bộ trung bộ này kia, cái đó là đồ nhỏ, chuyện nhỏ không phải là chuyện lớn, không phải là chuyện lớn, đó là chuyện nhỏ. Nên nhớ là tất cả những cái gì mà nằm trong 10 cái phương pháp tạo phước và 10 phương pháp về thiện đó, thì ráng cố gắng ít nhiều phải làm, ráng làm cho nhiều. Ít nhất nó cũng là cái chủng tử, ở chủng tử tốt nên giúp mình về sau được. Chứ còn mấy cái chuyện ngồi lê đôi mắt tâm quan vu này kia, nó không có giúp gì mình về sau đó. Nó chỉ hại mình mà thôi. Nam mô Bụt Thầy giá. Chị ân Ngài rất là nhiều đã giảng dạy câu hỏi của con. Dạ, ra thú bằng tay của Vinh Giang Nhất Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Kha. Dạ, con xin đảnh lễ.
Sư Trí Đức, sư Liễu Tông, quý tăng, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ thưa sư, con có câu hỏi trong cái mà thập thiện nghiệp đó thưa sư, nó có cái nhiều cái phần mà mình thính pháp và thuyết pháp, mà nếu mà như tụi con mà cư sĩ mà học mà chưa tới đâu đó sư, mà nếu mà cái phần thuyết pháp mà nó cũng nếu mà nói không trúng hay là hiểu sai mà nói như vậy đó, nó cũng tạo những cái nhân không tốt đó sư. Sư có thể giảng rõ cái phần mà thuyết pháp được không sư? Dạ con xin cảm ơn sư ạ, con xin xuống mic. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Cái chỗ đó đó mình nếu mà nói cho nó đã đúng với cái vị trí của mình hiện tại đó là mình gọi là cái gì? Đàm thoại giáo pháp. Ví dụ giờ mình vô trong cái room này bây giờ có ba mấy người đó, mình nghe ông sư ông nói một cái vấn đề gì đó, rồi ra khỏi cái room mà đóng có một hai người ta điện thoại cho mình hay ta gặp mình, ta nói sư ông giải sư nói cái đó tôi không hiểu, anh hiểu và giải thích cho tôi cái phần đó. Thì nếu mà mình hiểu mình giải thích đó, thì cái đó là mình thuyết pháp, hoặc mình nghe ngược lại thì gọi là thuyết pháp. Mình không hiểu mà mình muốn nổ cho nó ấy rồi mình nói tâm thi vạ thì cái đó mới không phải là thuyết pháp, mà cái điều mà mình được ta hỏi cũng chẳng phải là thuyết pháp vậy đó. Cái khổ là cái chỗ đó à, mình không hiểu nó không hiểu, mà khi mình hiểu rồi nói mà cũng cho người biết, chỉ đây là cái phần pháp thoại giữa tôi và anh thôi. Cái chỗ nào khuyết điểm thì anh có thể anh nhắc nhở để tôi sửa hay gì thì được. Chứ còn không phải là mình vô mình nghe cái người ta nói tao hiểu của mình nghe mà mình thấy có cơ hội mình nổ cái mình nói vậy đó mà mình nào hiểu cũng trật lất thì cái đó không nên. Thành ra cái thuyết pháp mình đừng đặt nặng đề là phải đăng đàn thuyết pháp đầu này kia. Thật sự ra đó, nếu mà đăng đàn thuyết pháp thì đa số các nước theo Phật giáo truyền thống họ có quy củ đàng hoàng chứ không phải không. Vì nào từng đi Miến Điện hay lâu lâu lên thấy mấy cái clip video đó mà họ giống như bên mình hồi xưa mà đón quan trạng về làng đó, bởi giờ ở Miến Điện đó ở thành phố lớn thì không nói Mandalay rồi này kia hay là Giang Con thì không sao, chứ còn mấy cái tỉnh nhỏ đó nhiều khi mình vô thành phố lớn mà mình học rồi mình đậu cái bằng để đi được đi giảng pháp đó, mình gọi là bằng Dhammacariya đó, nghĩa là họ thỉnh về làng cũng giống như là bên mình thỉnh quan trạng về làng, bên Thái cũng vậy, nghĩa là có chỗ thỉnh cái gì đó về cởi voi rồi này kia, có dỗ chạy cởi ngựa rồi này kia, em dùng để biểu dương lực lượng cho biết là từ đây về sao trong xứ, trong cái xã của mình, trong cái thôn của mình có vị một cái vị pháp sư nó quý vậy đó chứ không hay không đâu. Bởi vì mấy cái vị đó bởi đi học Phật pháp và thứ thiện thì người ta nể ghê lắm chứ không phải ấy. Còn bên mình thì thôi, biết năm ba chữ đàn anh dạy đàn em thì cái chuyện đó cũng được, không có da không ai trách móc gì đó. Nhưng mà quý vị nên nhớ là mình hiểu tới đâu thì mình chỉ nói tới đó thôi, chứ không phải mình lợi dụng cơ hội mình nổ để cho người ta kính phục mình. Không có nên, mình có nghề thì người ta kính phục, sao mình không có nghề người ta kính phục, tức là người ta hại mình, chẳng có lợi gì cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ sa thú đành thay, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã trả lời câu hỏi của Quỳnh Giang Nhất Hà. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ cảm ơn câu hỏi của Giang Nhất Hà. Dạ Nhật Quỳnh kính mời quý vị có thể đưa bàn tay của mình lên và có những câu chích chát Nhật Quỳnh xin phép đọc để thỉnh ngài trả lời cho quý vị để Nhật Quỳnh được học hỏi thêm ạ. Kính mời đạo tràng. Dạ, nhân câu hỏi của Quỳnh mà con chưa thấy có câu hỏi nào, dạ bạch ngài, ngài chỉ dạy cho con. Trong 10 thiện pháp thì có chữ có tà ngữ. Ví dụ như con đi, bây giờ có Thích Quang Nguyệt thiền ngủ trước mái nha. Nhật Quỳnh lấy làm ví dụ để Nhật Quỳnh hỏi cho ngài dễ hiểu để trả lời trong đầu tràng, để cho Nhật Quỳnh được học. Ví dụ như giờ con thấy Hoàng Nguyệt đi,
làm nhiều chuyện thiện pháp đó. Thì con rất là hoan hỷ. Nhưng mà cái sự hoan hỷ của con đó, con lại có vẻ là đưa Hoa Nguyệt lên chính tầng mây luôn. Thí dụ Hoa Nguyệt làm một việc thiện nhỏ nhỏ thôi, thì nhỏ nhỏ đó thì mình cũng đã hoan hỷ cái thiện nhỏ rồi, nhưng mà mình lại vẽ dời ra đưa Hoa Nguyệt bay bổng lên. Và bạch ngài, nếu cái nói mình nói cái đó là bây giờ mình nói không đúng sự thật, mặc dù là thiện pháp như vậy, mình còn có giọng tà ngữ không bạch ngài, và như vậy có nên hay là không bạch ngài? Con kính nhân mít đến ngài, ngài chỉ dạy cho con. Nam mô Bích Thầy Gia. Nam mô Bích Thầy Gia, kính bạch chư tôn hàng giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, khi mình nói không đúng như thật, tức là nó là ác ngữ rồi, chứ tà ngữ rồi, chứ làm sao là thiện pháp rồi. Mình vì lý do gì đó mình có thể mình không hiểu tới chiều sâu của lý do đó, là mình ca tụng người ta quá mức, hoặc là mình ca tụng không đúng với sự thật. Thường thường cái gì mà học tới nơi tới chốn thì người ta có thể ta nhận ra một số cái điều như vậy, thì người ta đến chánh, người ta có thái độ. Còn có những cái người mà chưa đủ cơ đó thì người ta thấy chuyện đó chuyện hay, mà người ta thấy chuyện hay, người ta tin vào cái điều mà mình người ta nói là đúng, người ta đi ra gặp người khác ta cũng nói cái điều đó, thì nó có hại chứ làm sao có lợi được, phải không? Đó là lý do tại sao mà những cái nước mà theo Phật giáo truyền thống họ bắt ông sư phải có bằng vậy đó, cái đó để xác nhận. Quý vị để ý rồi mình mấy ông sư, mấy điện là sư thái đó, ông nào cũng đi có cái quạt hết, thì cái quạt nó khác nhau. Ông sư đi học thì không có bằng, nhưng cái quạt đó là cái bằng. Cái bằng. Ví dụ như quý vị thấy có cái ba cái giống như ba cái tháp chĩa ra ngoài đó là tam tạng của ông sư. Còn qua cái vòng tròn tròn thì nếu mình học từ tiếng Phương Điện mình biết ông đó thuộc loại nào. Có thể là đi khá ni ca giá bình nó cả, tức là bị thuộc lòng trường bộ kinh. Và cái gì đó là khu thất cả, phanh nó cả, tức là thuộc lòng ấy, thuộc lòng tiểu bộ kinh. Đó. Thì nó có cái lợi là gì? Khi mà đưa cái bàn cái quạt, khi mà tụng mà đưa cái quạt lên vậy đó để che mặt. Thứ nhất là thường ta tụng nhiều khi ta mới ăn hay ta nói gì, hoặc là nhiều khi để hồi xưa không biết có con Covid này không mà người ta vẫn phải che mặt lấy cái quạt che lại, không? Thì đó, khi người ta lấy cái quạt ta che vậy đó, thì nó có cái lợi là mình biết cái vị đó thuộc loại nào, để khi nào nếu mà ngài có dư thì giờ mà ngài cho mình một vài câu hỏi về Phật pháp thì mình có thể mình được hỏi trúng cái điều đó, thì nó rất là ích cho mình. Chứ còn giờ mình không biết, nếu mà không có những cái cách như vậy thì mình không biết ông đó ông thuộc loại thứ thiệt là tạng nào, nên nhiều khi mình cũng không dám hỏi. Còn Thái thì cái bằng cũng vậy, cái bằng cũng là cái quạt. Sau này thì họ khi mà họ học thức quá để cho cái trường đạo của tăng nó được công nhận giống như trường đạo của đời, cái bằng ngang hàng vậy đó, thì người ta mới có bằng thôi, chứ hồi chúng tôi cũng không có bằng, có cái quạt này thôi. Thì cái quạt, ví dụ như mình học về Bali thì nó có Bali thì 9 lớp, thì từ số 1 Bali thì từ số 1 tới số 9, và thường cái quạt mà chính thức được đưa cho mấy vị đó là mà Bali sơ cấp tức là số 3, mà Bali trung cấp là số 6, Bali cao cấp mới là số 9 đó. Đó. Còn học Abhidhamma thì trên cái bằng nó để đàng hoàng Abhidhamma Chariya, tức là người giảng sư về di pháp, ví dụ như đó là có cái quạt kia thôi, chứ không phải cái quạt để làm gì đó. Nhưng mà chúng tôi hồi mới qua thì chúng tôi học được mấy lớp đầu có cái quạt để làm như vậy, biết không, nó có lợi lắm. Kinh nào mình không thuộc cái mình viết mình để ra phía sau cái quạt đó, là mỗi lần đi chống lên cái mình đọc chúng tôi luôn cho nó khỏe, khỏi với cả lòng. Thì lúc đó mấy ông sư thái thuộc kinh nó mình đâu thuộc nhiều, bây giờ cái quạt nó cũng cứu bộ nhiều chuyện luôn, chứ không phải không đưa cái quạt lên phía sau đừng có để bài bằng tiếng Bali mình đọc thấy khỏe re. Thì nó có những cái gì đó, những cái đó là chứ không phải cái quạt đó là để làm gì đó, quạt đó là cái bằng của ông sư, bằng cấp về Phật học của ông.
mà theo mình thành trong cái điện ông nào có cái quạt đi theo hết là vậy đó. Không có quạt thì cái quạt đó tùy theo tam tạng pháp sư hoặc là nhị tạng pháp sư hoặc là trường bộ kinh về về trường bộ kinh về trung bộ kinh mà này kia sùng đó, nó có đó là cái sức học của ông sư được được trình cho quý cư sĩ Phật tử biết qua cái quạt này thôi đó. Chứ không phải là biểu diễn cho đẹp cho gì, không có đâu, mấy đó không có. Mình đi mấy chỗ đó thì nó có cái lợi, nếu mình đọc được cái tiếng địa phương thì có gì mình hỏi liền được. Còn nếu không mình đâu biết đường đâu mà hỏi, nó phải nói gì mà mình thấy ông sư mà không biết mà hỏi. Rồi hỏi không trúng rồi này kia ông sùng, này kia ông sùng, thường thường đa số ngồi im rồi vậy đó. Không có dám hỏi. Mà quý vị gặp ông sư mà sư mấy ông sư tứ thiện vậy mà quý vị không có thắc mắc thì cái đó là quý vị lỗ vốn chứ ông sư không có đời lỗ lời đó. Đó là cái điều mình nên hiểu, mình nên tập. Để khi nào mình gặp được những cái cơ hội vậy đó, mình có thể là mình sẽ kiếm được mới vốn để bỏ túi vậy. Chứ còn gặp mấy gì đó đâu phải dễ đâu. Mà mình có cơ hội để mình hỏi đâu này kia thì nó mua lỗ vốn cho bây giờ phần mình. Nó mua bất thai giá. Dạ, con xin kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, và con xin kính đảnh lễ sư Chi Đức, con xin kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, và con xin kính đảnh lễ các cô tu nữ, và con xin kính chào đạo tràng. Thưa ngài, con cũng muốn hỏi ngài cái lộ trình tâm, giống như trong lộ trình tâm con cũng có học một ít qua, con cũng không có hiểu rõ là giống như là có cái cảnh lớn hay là cảnh gắt lớn, là cảnh lớn và cảnh nhỏ và cảnh gắt nhỏ. Con nếu mà con muốn hỏi ngài, nếu mà trong khi nếu mà mình sắp cận nghiệp mà mình nằm trong nhà thương, mình sắp chết, thì thường thường mình những sometime đau quá thì những gì bác sĩ cho mình uống uống thuốc hay là vô những cái thuốc để cho mình bớt đau, thì lúc đó cái tâm, cái mũi lực của mình, cái tâm mình không có thấy rõ được cảnh hay không gì đó, thì mình không có thể thấy, thì cái những cái cảnh đó thì tôi có thể mình mất lúc trong lúc đó, thì cái động lực của mình nó sẽ về như thế nào? Tại vì cái cảnh đó mình không thấy rõ nữa, tôi có thể là mình bị trong hôn mê và mình mất đi trong lúc đó, tại vì mình đau quá, mình không có tinh thần, mình không có tỉnh táo. Thì trong cái lộ trình tâm đó, vậy là mình sẽ là mình có tạo cái nghiệp mình đó là cái nghiệp là thiện hay bất thiện? Tại vì lúc đó mình quá đau đớn, mình không có tỉnh giác nổi nữa, tại vì mình đã bị thuốc vô cho làm giảm đau, thì cái tinh thần của mình nó thì thưa ngài, cái cận lỗ tội nghiệp hay cái động lực lúc đó là mình như thế nào, và mình có thể thiện hay bất thiện lúc đó nó sanh khởi như thế nào, xin ngài giải thích cho con cái đó, con xin cảm ơn ngài. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tổ Hoàng Giả, kính thưa chư quý vị cô Hà hay là chú Hà gì đây nè, hỏi cầu có quạt có mấy sư Việt Nam có quạt không, cái đó chúng tôi không có rõ. Chúng tôi không có sinh hoạt trên mấy sĩ Nam, chúng tôi không có biết. Gặp gì sĩ nào ở đây mà ở Việt Nam đó thì hỏi cho chắc ăn. Cái đó thì chúng tôi không có biết. Thật sự chúng tôi lúc tu là chúng tôi ở có hai nơi thôi. Thứ nhất là Thái và thứ hai là Miến Điện. Còn Việt Nam thì lúc tu tới giờ chưa bao giờ về. Không biết Việt Nam như thế nào thì không biết. Sorry. Thật sự ra đó, lộ cận tử nó có hai loại. Cái lộ cận tử mà nó phát sinh mà vài giờ cho tới còn khoảng chừng vài phút đó. Thì cái lộ đó đó, ngoài ra thì mình còn có thể, nếu mà cái thọ của mình nó không có bị, hay nghiệp ác của mình ít đó, thì mình có thể lựa chọn được. Lựa chọn cái là mình suy nghĩ tới những cái đối tượng nào mà mình thiền pháp nó phát sanh, mà nó có bệnh hoạn thì mình sẽ nghĩ. Nhưng mà thường thường đa số, nếu mà quý vị mà không học Phật pháp thì quý vị cũng nghĩ không ra đối tượng tốt đâu. Thường thường quý vị nghĩ tới ai?
tới thằng cha nó thiếu tiền mình qua mình đi đòi nó không trả, hay là mình nghĩ tới thằng cha bữa đứa nó chửi mình ăn nó mượn tiền mình lại nói gì gì ôm đi luôn. Bây giờ cũng vậy đó, trừ phi những cái vị mà ta có học về Phật pháp nhiều đó, hoặc là những cái pháp hành của người ta liên quan tới thiền chỉ hay thiền Vipassana đó, thì người ta có thể nắm mấy cái đó, nắm mấy cái đối tượng đó để làm cho con người mình nó bình tĩnh. Nhưng mà trường dài chục giây cho thấy cũng cái đó là lậu cần tử, lậu cần tử cái đó thứ thiệt, mình không có khả năng chen vô làm gì đó. Vậy đó, cái đó là cái đối tượng do nghiệp đó. Thì ba cái đối tượng đó là Kamma Nimit, rồi Ati Nimit, rồi Kamma Ramana Nimit, tức là đối tượng của nghiệp, đối tượng của cái liên quan tới nghiệp và cái cảnh giới của nghiệp sẽ đưa mình đi đó, đó là automatic. Ví dụ mình thấy lửa cháy là mình lọt cái bụp xuống lửa liền, mình thấy rừng rú rồi tối thui này kia chắc chắn là sanh làm ngạ quỷ Atula liền, chứ không có cơ hội nào mà ấy được. Thành ra những cái đó là mình phải tập trong thời gian mình còn sống, tập những cái đối tượng về thiền pháp cho nó nhuần nhuyễn, nó nhuần nhuyễn. Và khi nó nhuần nhuyễn như vậy đó thì cái lúc mà cái lộ cận tử nó phát sinh từ khoảng 1-2 tiếng cho tới 10-15 phút, mà nó 10-15 phút rồi nó lâu quá, khoảng chừng 3 phút trước khi chết, thì cái lộ đó mình có thể mình thay đổi được, nếu mình còn có niệm thay đổi được. Mà nếu mình đã từng tập thiền hay là từng gặp mấy vị sư thuyết pháp hay mình học hỏi này kia chồng thì mình lụng mấy cái nào mà nó dính vô chai và dính vô cái tâm mình nhiều hơn mấy cái khác mà nó là thiền pháp thì mình lôi nó về được. Chứ còn đợi cái lậu cần tử là phát sanh là không thể nào ấy được. Bởi vì lậu cần tử đó, cái động tóc nó chỉ có 5 sát na thì không có lậu dài lậu ngắn vậy, động tóc chỉ có 5 sát na thôi. Nó phát sanh một hai lậu là mình nằm trong cái chảo của Diêm Vương liền. Thành ra nên nhớ tập, phải tập trên từng thục trước, rồi tới đó là tính. Chứ còn chờ tới nước tới trôn mà nhảy không kịp. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ, nhưng thưa ngài, nếu mà mình lúc mà mình ở trong bệnh viện á, mà mình đau quá, họ bác sĩ cho mình vô thuốc morphine, mình là giống như là cái tâm mình nó muội lược rồi, và lúc đó có thể mình đau, mình hôn mê và mình chết luôn trong lúc đó luôn, thì cái động lực nó như thế nào ngài? Cái đó là mình có, lúc đó là mình không có thể nào mà mình biết gì nữa, tại vì lúc đó mà mình đau thì bác sĩ cho thuốc, giống như những người mà bị ung thư phổi hay là quá đau hay là những gì đó, họ có thể bác sĩ cho uống thuốc rồi họ chỉ biết nằm đó mà có thể cái tâm nó muội lược rồi nó có thể nó đi lúc đó, thì vậy cái động lực nó có như thế nào mà xin ngài giải thích cho cái vấn đề đó. Con xin cảm ơn ngài. Nam mô Bổn Thầy gia kinh bạch chư tổ mẹ dạ kinh thưa chư vị đã nói rồi, lộ cần tử động lực năm sát na mà thôi, còn cái lộ mà trước khi cần tử đó thì cái lộ đó còn có thể 7 sát na, đa số là 5, nhưng mà cũng có những lộ 7 sát na. Đối với những người nào mà không có bị thuốc vẫn còn có thể bình tĩnh được, nhưng mà đã nói lộ cần tử thì chỉ có 5 sát na thôi chứ không có quá, không có làm được gì cả. Bởi vì cái lộ đó là Kamma Arom, Kamma Nimit và Khati Nimit. Cái đó là do cái tác động của nghiệp. Thành ra chỉ có nó là theo nó là thôi chứ không có đường nào mấy. Thành ra thường thường đó mình phải tập trước khi mà những cái đó như vậy. Chứ không thể mà mình cứ suy nghĩ đợi tới đó rồi mình tính là đừng có hy vọng gì cả. Với lộ cần tử phát sanh tức là mình đã thấy cảnh giới rồi, là không có đường nào mà làm gì cả. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ con xin kính tri ân ngài, con xin xuống mic nè.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá. Dạ con Nguyên Trang, và trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng, kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, kính đảnh lễ ngài Trí Đức, kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con thấy, dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh và đạo hữu Thiện Vũ đã không biết được tín hiệu. Dạ con xin đọc câu hỏi của, còn để con coi có ai giơ tay không. Dạ không có ai giơ tay hết. Dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Tu Học. Kính thưa sư, tâm sở niệm là thiện, nhưng xét trên thực tế, ví dụ công việc mở khóa của một kẻ trộm hay công việc của một thợ sửa đồng hồ, thì lúc đó rõ ràng là có sự chú tâm, tập trung, tâm ý cao vào công việc hiện tại, cũng rất giống như niệm và sát na định. Vậy phải hiểu như thế nào chỗ này sao cho đúng thưa sư? Dạ cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con xin dâng mic lại cho ngài ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Cái thứ mà đi làm việc ác rồi đó thì cái mà mình nói là chú tâm tập ấy cái gì đó là cái loại định, định trong 12 tâm bất thiện, trong cái định nào khác đó. Còn cái mà mình nói là mình có biết này nọ ông sụp đó, cái đó là quý tột, cái biết tất cả đó, chứ không có niệm gì cả. Mình vô trong cái chỗ đó rồi ở đó mình muốn đi mở khóa, là nhất là cái tâm mình nó phải là tâm ác. Ví dụ như mình nói tâm ác không phải lúc nào là cũng là tính chuyện giết người rồi này kia ông chồng. Cái sự lo sợ mình vẫn là tâm ác như thường, chứ không thể nói là mình lo sự lo sợ. Lo sợ là trạng thái của tâm sân, mình nói cái tâm đó tốt cũng có được. Còn mình ráng chú tâm để làm công hai chuyện, vừa mở khóa vừa coi chủ nó vô là nào mà chạy, thì cái đó làm sao là niệm được. Hiểu vậy chứ. Cái thứ hai đó, quý vị đừng có nghĩ là mình làm việc gì là một lộ trình tâm nó lên để cho mình làm từ đầu tới đuôi. Phạm nhân của chúng ta đó, một lộ trình tâm phát sanh rồi, trước khi cái lộ trình tâm thứ hai phát sanh đó, nó có hàng ngàn tỷ cái thói quan khá, chứ không phải là nó xuống ấy đâu. Cái người mà cái thói quan khá nhanh nhất chỉ là Đức Phật khi ngài biểu diễn song tông rồi. Tức là giữa hai cái lộ trình tâm chuyển hai sinh là thói quan khá chờ là ná khá quan cứu bạch chế thá rồi mano đồ quách cho ná liền. Cái người thứ hai cũng có khả năng như vậy, nhưng mà lộ trình giữa hai lộ trình tâm đó có 16 sanh na, tức là ngài Sariputta, đó là theo chú giải Samanta Abhidhammatha Vipavani Nika giải thích vậy đó. Thì mình không có tư cách gì mà mình nói mình trong cái lúc đó mà mình có cái tâm mà nó có sự chú tâm liên tục, có. Nhưng mà trong cái bốn tay tâm sanh diệt 1.000 tỷ lần nghe, tức 1.000 tỷ sanh na vậy đó. Nên mình cứ tưởng đâu mà mình cái mình làm cái việc đó nó chỉ có 1-2 lộ trình tâm nó làm được, không có đâu. Nó hàng ngàn tỷ lộ trình tâm, mà giữa những lộ trình tâm nó là cái phá quan khác, là nó làm gì đó không bây giờ có niệm có định trong đó cả. Cái mà trạng thái giống như niệm đó, đó là quý tất cả, mà trạng thái định đó là tà định, tức là ai cạch cái tà trong cái tâm bất thiện mà thôi. Nam mô với thầy á. Nam mô Bụt Tha Giá, dạ con kính đảnh lễ quý sư, dạ kính kính chào đạo tràng, dạ kính chào thầy kinh. Dạ con đã thấy đạo hữu tu học xa thú ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng. Dạ con thấy bàn tay của cô tu nữ tự duyên, dạ con kính mời kính mời cô ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ, sa thú, cảm ơn Nguyên Trang. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sangkha Giá. Dạ, con kính tôn đức, kính lễ ngài Liễu Tông, ngài Trí Đức, kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ, bạch ngài, con muốn hỏi về hạnh thọ đầu đà, tại vì sắp vào hạ rồi, cho nên là con muốn hỏi phát triển về thọ đầu đà. Thọ đầu đà ở Việt Nam này từ xưa giờ con chưa thấy vị nào phát nguyện thọ đầu đà.
Nhưng mà ở bên Miến Điện có rất là nhiều vị thọ Đầu Đà. Như vậy thì mình muốn thọ Đầu Đà đó, là ở Việt Nam mình có thể là phát nguyện bao nhiêu ngày, ở chùa có được hay không, hay là phải vào rừng mới mình mới có cái hạnh nguyện đó được. Và cái hạnh nguyện đó là chư tăng nguyện hay là tu nữ có tu Đầu Đà được hay không, bạch ngài? Và con kính nhân mới đến ngài. Nam mô Bố Thà Gia, kính bạch chư Đạo Hoàng giả, kính thưa chư vị, quý vị nào cao cầm mic chịu khó mở cái máy lớn lớn lên à. Ở ngày chợ chúng tôi ở bây giờ là 102 độ F và gần 40 độ C. Chúng tôi trong phòng chỉ có máy điều hòa không khí thôi, tức là cái quạt mà nó quạt sao đây, ở ngoài nóng sao, trong nóng vậy nữa. Bây giờ mình nói thì thầm chúng tôi nghe không có rõ, mong quý vị thông cảm. Thật sự ra đó, cái nguyện Đầu Đà là mình nguyện từ cá nhân mình nguyện, nguyện nơi tâm. Mà muốn nguyện cho đúng á, quý vị lật trong Thanh Tịnh Đạo về cái phương pháp 13 phẩm hạnh Đầu Đà đó. Chứ không phải là lúc nào cũng đăng lên Facebook, lên website này kia đêm đó nguyện, đó là không phải. Bởi vì hạnh Đầu Đà đó, ngoài cái thời gian mà mùa mưa, tức là ngoài thời gian nhập hạ đó, nhập hạ chưa tăng có nguyện được, thì ông sư có thể nguyện nhập hạ lên chỗ nguyện thọ Đầu Đà ở đâu cũng được, mà nguyện trung tâm chứ không có nói ai biết đó, không có được nói. Còn Tỳ Khu Ni thì hình như là bớt 2-3 gì đó, rồi xuống Sa Di 2-3, nhưng mà cư sĩ tự nhiên nam người nữ chỉ hành được 2 hạnh mà thôi. Quý vị vô lật trong Thanh Tịnh Đạo ra sẽ thấy rõ ràng làm cho đúng, chứ làm đúng làm chi. Đây là lời Phật dạy mình nên nhớ, mình làm không đúng mà mình cứ lặp đi lặp lại câu thì pháp nào ta đã tương tiết, luật nào ta đã chế định pháp, và luật ấy là thầy các ngươi khi Như Lai Niết Bàn, cứ lặp đi lặp lại mà Như Lai dạy mình rồi mình không thèm nghe mình nói, cái đó là không có nên. Lật Thanh Tịnh Đạo là học đàng hoàng, có nguyện hay không nguyện như thế nào có hết, và hành được mấy điều mà thôi. Chỉ có ông sư ngoài cái thời gian mà mùa mưa nhập hạ đó thì làm đủ hết, còn nếu ấy là vẫn có chỗ giới hạn như thường. Ví dụ trong thời gian nhập hạ của ông sư đâu có ở ngoài trời được, bởi mưa gió mà đó. Thành ra nó có cái giới hạn luôn, chứ không phải là không có giới hạn. Lật Thanh Tịnh Đạo ra coi trong phần Đầu Đà đó sẽ thấy rất rõ ràng. Nam mô Bích Thầy nhé. Nam mô Bích Thầy nhé. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, và dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con không biết là cô tu nữ Tuệ Duyên còn có thắc mắc không ạ? Con không thấy. Chắc cô bị rớt mic hay sao rồi, sao con không thấy cô? Ồ, con thấy bàn tay của cô, con xin lỗi. Dạ, con xin nhân mic lại cho cô ạ. Dạ, sa thú lạnh tay. Dạ, con nghe rất là rõ. Nhưng biết là bây giờ là ngài có nghe âm thanh con rõ không? Con nghe rất rõ. Dạ, con kính tri ân ngài. Dạ, như vậy thì ngài, con không có hiểu, con không có học qua Thanh Tịnh Đạo, nhưng mà con nghe ngài nói á, là nguyện trong tâm thì thầm. Như vậy á, thì con muốn là ngài hướng dẫn cho chúng con, ngài nói ra giùm con là ví dụ như bây giờ con muốn hai pháp thì cái pháp nó như thế nào để mà con biết có được hay không, ngài nói ra để cho chúng con nguyện mới được chứ, hay là giúp thoát là mình phải tự mình coi là tự mình nguyện, là cái thứ nhất. Vậy thôi, vậy con hỏi nha, đơn giản vậy thôi cho ngài trả lời giùm con có được hay không. Ví dụ như là bây giờ con muốn trong sắp tới 3 tháng hà rồi, bây giờ con muốn hai hạnh thôi, nhưng mà cái hạnh nó như thế nào ngài có thể giải thích ra giùm con.
Nam mô Bố Thà, dạ kính bạch chư tổ mẹ, dạ kính thưa chư quý vị. Hỏi ông sư thì chắc là ông sư đâu có thọ mấy cái đó đâu. Thật sự là hình như tôi xin nhớ hai cái điều của người cận sinh nam phụ nữ là thứ nhất là ăn một nơi hoặc là ăn trong chén, nghĩa là nguyện là ăn ngọn chỗ thì ăn đứng dậy là không ăn nữa. Thứ hai là ăn trong cái bát hay cái gì của mình đó, chứ không có dùng cái bất cứ cái món nào khác. Thì về coi quyển Thanh Tịnh Đạo động có lật ra coi để cho nó chắc ăn chứ. Chúng tôi xưa nó ngoài nó chỉ có một vài cái điều mà khi mà mình khi ở rừng mới hành thôi, chứ còn mấy mà hành cái những cái nào đơn giản, ví dụ như là đi bữa đó xin được cái gì dùng đó thôi, chứ không có tính chuyện khác. Thành ra và mà cái ngày mưa đó ăn ngày một bữa khác mà ăn ngày một bữa nó khác, trong 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 cái vấn đề mà đậu đà đó, đúng không? Ăn ngày một bữa đó là từ sáng tới đó đó mình ăn bao nhiêu được mà ăn trong cái giờ đó rồi ăn ngày một bữa. Nhưng mà ăn một bữa tức là bỏ vào miệng ngay xong rồi đứng dậy khỏi cho đó là xong, dầu có ai cho gì nữa cũng không được nhận. Vậy trong 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 ấy nó có nhiều cái danh từ nên coi nó để hiểu rõ, chứ còn có những cái rất là khó muốn giải thích cũng khó lắm. Không phải mỗi câu thì nó có cái lời nguyện mà tiếng Bali hết á. Thành ra những cái này là những cái nghĩa là 13 cái này là đúng sự là ngoài giờ, ngoài cái thời gian ấy thôi đó. Chứ còn không ấy, chứ còn ví dụ sống trong rừng đó, thì nó mới nói chứ trong trong hè mà sống rừng phải có chỗ che rồi này kim sùng là đâu thường thường không ấy được đó. Hoặc là ngủ ngồi mấy cái ngủ ngồi mấy khó khăn này thì chỉ ông sư ấy được thôi đó. Hình như là trong 13 cái điều này thì hình như là ngồi ăn một lần tới ăn một bữa đó là ăn bằng bình bát là có năm thứ sáu này nè, nghĩa là dùng bình bát để ăn cái thứ hai lần à, ngồi ăn một bữa này đó thì thôi, nghĩa là nhận được cái đó rồi ngồi xuống ăn xong đứng dậy thôi. Thứ hai thì không dùng đồ gì khác ngoài cái bát của mình, ví dụ vậy. Đó là những cái mà mình phải học để mình biết cái điều kiện từng cái vậy đó. Không phải mà ngoại trừ những cái vị mà tức thiệt mà ở trong rừng người ta mới do mấy người thọ như vậy thôi, chứ còn đa số là ít thời buổi nữa có những người nào dám thọ cả 13 chuyện này đó, bởi vì thọ rồi cái hư rồi. Cô vừa có tiệm quyển Thanh Tịnh Đạo nào cũng có đầy đủ. Nam mô Bố Thầy ạ. Nam mô Bố Thầy ạ. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con đã thấy cô tu nữ tuệ duyên, dạ sa thú kính tri ân ngài. Dạ cái này không phải câu hỏi. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ quý cô chú có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài hay là có thể chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi ạ. Sa thú Nguyên Trang kính mời Xích Hà. Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ Nam mô Bố Thầy, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sang Kha, dạ dạ con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, con kính chào thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ thưa ngài, con đọc trong kinh Tứ Niệm Xứ đó ngài, con thấy có dịch là sống quán thân trên thân, tỉnh cần tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham u ở đời. Con thấy thì nó cũng dễ hiểu, nhưng mà con nghĩ là cái hiểu của con nó không có đủ sâu xa để biết là cái giáo lý của Đức Phật đưa ra có thể nó thâm sâu hơn, thì con không biết là ngài có thể giảng dạy cho tụi con thêm về cái vấn đề trong cái kinh Tứ Niệm Xứ không ạ? Và con kính tri ân ngài, con xin trao mic lại. Nam mô Bố Thầy, dạ kinh bạch chư tôn người, dạ kinh thưa chư vị. Bởi vì cái lời dịch nhiều khi nó không có, họ dịch theo ngôn từ nên có những cái mình nghe rồi mình đọc rồi mình không có hành được.
Ví dụ đa số sách vở là quán thân kinh thân. Thật sự cái chỗ đó đó mình dịch theo từ ngữ trên cái đó là không hành. Mình không có hiểu chính xác mình không hành được. Thì chúng tôi xưa chúng tôi đi hành mấy cái đó thì ông thầy sư ông nói dịch lại. Mới là cái đó là quán thân nơi thân. Tại sao quán thân nơi thân? Quán thân tức là cái đối tượng mình đang quán. Đang quán ví dụ như tóc lông móng ăn da đó mình đưa quán tóc. Đó là thân, nơi thân là nơi đâu? Là nơi cả cái chỗ mà nó đang trú ngụ á. Tức là mình nhìn một quán một sợi tóc trên cái đầu của mình á. Chứ không phải là quán thân trong thân là quán sao? Hay là trên thân rồi này kia không được. Ông thầy sư ông dịch lại, ông dịch theo cái kiểu ngôn ngữ mà của người đi tu thiền đó, là quán thân tại thân. Không? Chứ không có quán thân trong thân hay ngoài thân gì đó. Bởi vì cái mà mình đang quán thì cái đó nó đang sinh, còn cái mà gọi là trong ngoài hay nơi đó thì cái đó nó đã diệt rồi. Ví dụ như bây giờ mình quán về danh sắc đi, sắc thì nó nói sắc nào cũng được, sắc đi. Cái sắc mình đang quán đó là cái sắc mình đang nhìn đó, đang quán thì quán sắc. Rồi nơi sắc là nơi cái chỗ mà cái sắc trước nó đã diệt rồi. Hoặc thọ cũng vậy, cái thọ mình đang quán là cái thọ hiện mà nó biến mất rồi đó, nó diệt rồi, nó sanh rồi, nó bao diệt rồi, thì quán thọ nơi thọ là vậy đó. Cho nghe cho nó hiểu đại khái vậy đó. Thì cái đó phải vô mấy trường thiền mà có thiền sư đầy đủ cái sở học về thiền tứ niệm xứ mới được, chứ còn không nếu không có lắm mà vô mấy trường thiền tứ thiệt đó, không phải mà vô thành nó dễ đâu. Nội một cái thôi đó mà chúng tôi nói được, coi quý vị thầy sư dành đi có gặp không, vô mà hành thiền tứ niệm xứ, ông thầy sư đầu tiên ông bắt học một pháp thôi, đó là viriya, tức là tinh cần. Ông hỏi trong đó đó cái viriya nó có làm bao nhiêu chuyện ở trong bài kinh tứ niệm xứ, nó làm bao nhiêu chuyện trong 37 phẩm trời đạo, ví dụ như ông hỏi vậy đó, để con mình lật ra còn cái thằng quý giá nằm chỗ nào chỗ nào chỗ nào, hiểu hết cái đó rồi mới bắt đầu tính chuyện khác. Mà xem 37 phần trời nó có bao nhiêu loại chi pháp, rồi phải học hết mấy cái đó hết, học đầy đủ rồi mới có thể hành thiền minh sát. Chứ hành thiền tới xứ mà không nắm vững mấy cái đó đừng hy vọng. Mới nói trước cho quý vị biết nữa, phải chuẩn bị đàng hoàng chứ còn không, quý vị không biết cái tinh cần nó có bao nhiêu chuyện, nó nằm ở đâu, nó làm gì đó là quý vị chịu chết thôi. Đó. Thành ra cái tâm sở đó, làm sở nó là nhiều chuyện nhất trong bài kinh, trong 37 phẩm trời đạo đó. Thành ra ông bắt học trước, nói một ít kinh nghiệm nhỏ cho quý vị thấy nó quay dễ giống như mình nghĩ. Nam mô Bích Thầy vậy. Nam mô Bích Thầy vậy. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, và dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ kính cảm ơn Sức Hà đã đặt câu hỏi. Dạ không biết Sức Hà còn thắc mắc không ạ? Dạ con thấy Sức Hà đã xa thú kính trơn ngài. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Dạ con kính mời đạo tràng đặt câu hỏi ạ. Những câu hỏi của quý cô chú sẽ làm bài học chung cho đạo tràng ạ. Dạ con kính mời. Quý cô chú có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài, hay là có thể chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi ạ. Con không thấy câu hỏi. Dạ. Nguyên Trang kính mời thầy kinh. Dạ không biết thầy có câu hỏi không thầy. Nguyên Trang kính mời. Ồ, Nguyên Trang mời bàn tay của Nguyên Như. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bức Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con xin kính đảnh lễ ngài Lữ Tông, con xin kính đảnh lễ ngài Trí Đức, và dạ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ bạch ngài, Nguyên Như có một câu hỏi về cái lễ dân y sắp tới đó bạch ngài.
Thí dụ tụi con có những người bạn ở rất là xa, nhiều khi ở trong cái tiểu bang khác hoặc là ở nước khác luôn, mà nếu mà họ cũng muốn làm chủ lễ dân y chung với cái nhóm của tụi con năm nay mà họ không có tới được, như vậy cái nếu mà mỗi cái sinh hoạt gì của tụi con làm mà tụi con đều thông báo hết thì mọi người đều quan hỷ chung, thì họ có được có cái phần phước giống như tụi con luôn không bạch ngài? Và con xin dâng mít lại cho ngài ạ. Nam mô Phật Thà Gia, kính bạch Thiêu Tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Bây giờ ngay bây giờ thì nó có nhiều chuyện lắm, nó không giống như thời xưa. Thời xưa thì đúng kinh điển đó, bất cứ người nào thì khi mà muốn làm lễ nghi thì xin trước, rồi tới ngày đó làm thôi. Còn mấy người khác tới có thể phụ giúp, phụ gì rồi này kiếm xong lễ. Cái chuyện giống như đi làm phước trong ngày lễ dân y thôi. Còn những cái điều kiện gì mà liên quan tới lễ dân y là cái thí chủ chính đó, họ làm hết. Thành ra thì dù làm ở đó thì nó phước, hỏi phước giống nhau, phước cũng khác nhau nhiều chứ làm sao giống nhau được. Bởi vì cái người là chủ lễ dân y là từ lúc mình xin làm chủ lễ y cho tới lúc mình được dân y, quý vị biết cái tắc ý trước thì làm nó bao lâu. Cái chùa mà giờ ở cái chùa mà có nhiều cái thí chủ lễ y, nhất là chùa Bắc Nám ở Bangkok bây giờ đó. Cái người mà xin để làm thí chủ đó, nghe là chích, nghe là bây giờ như là gần 70 mấy năm á, có nhiều người ta xin được lễ nghi là được vô tên vô list, xong rồi ta già có bao nhiêu tiền tôi bỏ nhà băng, ta đề tên cô cháu ngoại hay là ông cháu nội gì đó, để tới ngày đó mà đi làm lễ nghi cho bà nội nha. Chứ đâu phải đâu, không phải. Còn ở bây giờ thì cái người nào không cần xin nhà, tới ngày đó cái vô mà đội mâm đội ấy nhiều thì cái đội gì đó. Thật sự ra là cái chuyện mà đội đó là theo một số phong tục con số chùa thôi, chứ không phải cái lúc nào trong đội đi đâu. Như bên Thái thí dụ như đi như Phật rồi này kia đó, bên Mướn Điện đâu có, sau này Việt Nam qua mấy bài ra thì họ cũng nói họ cũng dễ cho mình làm thôi, chứ thật sự bên đó thì không có cái phong tục mà đi nhiễu Phật, họ đi suy nhiễu ngoài tháp ngành đồ ngoài nơi trống mà. Chứ còn cái chùa Mướn Điện thường là cái chùa nó nhỏ lắm, cho nó cũng lớn cái chỗ ở chưa tăng rồi nếu nhỏ đó. Nhưng mà cái chỗ mình để xây bảo tháp hoặc bảo tháp mà có xe lợi có gì đó, thì chỗ đó nó mới lớn. Có gì nào đi xuống Sài Gòn biết đó, cao phê tuốt với cùng chỗ ấy đó, nó chỉ còn nhà cái dãy nhà nghèo sơ nghèo sát để cho chưa tăng ở thôi, chứ còn ở trên mới gì thấy không, nó nhìn vô là thấy rất đẹp vậy đó. Thành ra bây giờ mà người ta ở trong có đủ điều kiện thì thầu phước với mình cũng được, chứ không được. Nhưng mà là nói người ta cái cách như thế nào, trước khi làm nó sự suy nghĩ về xuất dân y như thế nào đó, kêu tìm mấy sách cái gì lên cho trung tâm hội tông đó A Di đó, cái lễ dân y của ngài Hậu Pháp đó, ngài có viết cái cuốn sách về lễ dân y đó, để mình tìm xem một số cái điều kiện đó, mình theo cái điều kiện đó mình giữ trong lễ, rồi tới cái ngày nào mà cái chính thức mà ngày lễ dân y đó đó thì mình cũng nên thông báo cho người ta là bây giờ bắt đầu, để cho người ta ngồi người ta suy nghĩ tới cái nơi đó, nếu người ta không tới nơi được để cái tâm ta thanh tịnh theo cái sự suy nghĩ về lễ dân y, nó có nhiều cái gì nó mới giúp được cái hướng nó nhiều. Chứ còn không mình cho không ấy, bởi vì một trong những cái điều mà làm cho cái phước đó nó có nhiều năng lực đó, tức là bố thí tận tay, bố thí của bậc chân nhân là bố thí tận tay, chứ không có gửi không có gì đó. Mình bây giờ thì quen là gửi hoặc cái chát gửi nhà băng nhà đồ, chứ còn hồi xưa không có đâu. Hồi xưa ông sư cũng không đâu có nhận tận tay trực tiếp được, thành ra làm gì thì cũng vậy đó. Thành hồi xưa cái bộ y mà không cũng giống như bây giờ tham y đâu, chỉ có một miếng y thôi. Ví dụ thấy cái chùa đó ông sư cũng nghèo, mình ấy nói con xin dân y, là ngày đó có miếng y này đem, có cái nội đem đi nội dân, có cái y da trái đem y da trái, hoặc có y tăng lại đem y tăng lại đây dân. Bởi vì mỗi một cái lễ này chỉ cần một miếng y trong ba miếng y thôi, chứ không ấy cả tam y rồi đâu thì ông sư cũng có. Bởi vì khi mà ta lên ta tuyên ngôn cho ông sư hỏi là ví dụ như cái gì thí chủ dân y nội đi,
Thì ông sư khi ông tụng rồi hỏi chư tăng cái có gì nào đi nội bị rách bị hư không thể dùng tiếp tục được, thì cái gì đó được quyền nhận đó, chứ không phải là bây giờ hãy mỗi lần dân y là phải là ông trụ trì rồi này kia, không có đâu. Đó là tùy theo chư tăng mà cái lúc mà tụng hỏi đó, hỏi cái ví dụ mình thấy người dân y da trái hỏi gì nào cái da trái rách đi, da trái cũ không xài được gì trong đó, hỏi bà ông chuyện khi nào mà không ai có cái loại đó hết thì mới hỏi là ở đây diện nào lớn hại nhất thì cái gì đó nhận, hoặc hỏi đây cái chuyện mới tu nào, ví dụ gì lớn hại nhất thì nhận, hỏi gì mới tu nào mà có cần y không nào, rồi đó ra nhận để làm triệu lễ y, chứ không phải là hãy mỗi lần nhân y là chỉ có gì tu trì là được, cái đó không có đâu em. Thành ra sau này là họ thêm nhiều cái ấy làm cho nó rùm beng vậy thôi đó. Thành ra mình tìm mấy cuốn sách về y để mình đọc cho hiểu, rồi cái mình nói với cái người mình ta muốn hồng phước với mình ta không có cơ hội để người ta tới đó, để cho tới đúng cái ngày đó mình ta biết cái giờ đó trùng cái giờ họ ở với đó như thế nào, thì họ ngồi họ quán niệm về những vấn đề là lễ dân y rồi này kia trùng, thì cái tâm họ vẫn thanh tịnh được. Chứ còn không tới đó mình đi về gọi làm lễ ngay xong rồi nghe cái họ theo cái tục lệ Việt Nam mà xả thú cái đó họ có biết gì đâu, họ xả thú thấy không, nên học một số cái điều kiện vậy đó để khi mình làm lễ mình có tới cũng được, không tới thì dĩ nhiên phước nó phải ít hơn chứ phải. Còn người làm lễ chánh thì nó phước nó mới nhiều, còn người tự hiểu phá phước đâu nhiều được. Cái gì đấy có hai ông mà ông sau này là vua Dục đó, ông dân ấy, hai ông đang đắp đền đắp ấy dân cuộc đất Đức Phật ấy. Rồi ông bạn đứng kế bên xã thú, ông xã thú sau này chỉ làm quan đại thần để làm sao làm vua được. Thành ra người cái thí dụ bởi vậy, thí dụ chánh nó quan trọng cho đó chứ không phải là ấy đâu. Thành ra bên Thái nhiều cái chùa người ta súng nhau, người ta xin làm lễ ngay trước dầu rằng ta phải sắp hàng, ta chờ cái 20 năm 30 năm vậy đó. Đấy, cái người mà được nhận là thí chủ chính mà tội y này kia sùm nó quan trọng lắm, nó kích thích trong cái tâm hồn mình lắm, chứ không phải giống như mình nghĩ đâu. Nam mô Bố Thầy Giá. Nam mô Bố Thầy Giá. Dạ, con xin kính tri ân Ngài đã giải thích cho chúng con câu hỏi của Nguyên Như. Dạ, bạch Ngài, Nguyên Như có một câu hỏi nữa là có chùa họ vừa xây lên, hoặc là có vì một lý do nào đó mà họ không có làm sima được, rồi họ lại sau cái lễ dân y đó thì họ lại mượn cái sima của cái chùa khác, mà con lại nghe một số chư tăng lại nói là một chùa trong một năm á, thì cái lễ sima chỉ được nhận Katina một lần thôi, thành ra làm sao mà mượn cái chùa khác mượn là như vậy là hai lần, thành ra lần thứ hai đó là nó sẽ không có work out. Ok, như vậy thì là một số chư tăng thì lại nói làm sao cũng được, tự vì mình chấp nhất quá thì là bạn mình lại mâu thuẫn với nhau. Như vậy bạch Ngài có thể giải thích cho chúng con cái việc này được không bạch Ngài? Dạ, con xin dâng mic lại cho Ngài ạ. Nam mô Bố Thầy Giá. Kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư vị, nói vậy thì không có đúng. Cái sĩ ma đó làm tụng kinh cho cái chùa đó rồi nhưng không tụng kinh cho cái chùa đó nữa trong suốt cả cái mùa đó, nhưng mà người khác ta tới ta nhờ được, bởi vì cái tụng kinh của người khác ta nhờ đó không phải để làm lễ dân y, nên nhớ chuyện đó. Bây giờ thí dụ như bây giờ cái chùa đó không có cái giới sima, thấy cái chùa kế bên họ làm lễ nghi xong rồi đó, có thể xong ngày đó, mới xong buổi sáng không chứ, buổi chiều đó thì cái ông sư mà ở với chùa kia mà được nhận lễ dân y đó, được làm chùa nhận cái lễ đó dân y đó, thì ổng ôm cái y của ổng qua chỗ đó nhờ bốn ông sư nữa, tức là bên chùa bốn sư ổng là năm tụng giao y xong rồi ổng không làm được, không làm gì ở chùa đó cả. Ổng xách kia ổng về cái chùa của ổng đó, ổng mà làm lễ dân y nên nhớ chuyện đó, chứ không phải là người ta tụng mình làm lễ dân y cho đó mình đấy ra rồi mình làm dấu phải sách về. Dầu rằng có nhiều ở bên Thái ở mấy nước điện cái vụ đó nhiều lắm, tại vì ông sư ổng nhập hạ trong rừng, nghĩa là ông xây cốc ông nhập hạ vậy đó, thành ra có người ta tới thì ra hạ ta tới xin lễ nghi với ngài, như cái mà ta đưa cái đó thành ra con xin dân làm lễ nghi với ngài, rồi cái thì ông cầm cái đó cái ông tụng cái một số điều kiện theo cái lễ này đó, để cho cái người đó xả thú xong rồi ông ôm cái đó ông đi tới cái chùa nào cũng được,
nhờ tụng, nhờ tụng tụng xong á, tụng là cái y này là cái y để làm lễ cái gì đó, tụng xong rồi ổng mới ôm cái y đó về chỗ cái cốc ổng ở đó, ổng sẽ làm lễ dân y riêng của ổng, tức là ổng lấy ra rồi ổng làm dấu để gì trong đó, chứ không được quyền làm ở cái chùa kia, nó nhớ chuyện đó, không được quyền làm ở cái chùa kia, về chỗ mình ở mới làm, làm những cái luật lệ về cái lễ nghi đó ở chùa mình mà thôi, ở chỗ mình tu thiền mà thôi đó, chứ nhào nhập hạ đó mà thôi, chứ không phải là làm ở kia thì nó đâu có gì đâu mà nói hư hay là bị cấm, không có. Tôi chỉ mượn cái chỗ đó để ông tụng dùng kinh tụng thân ngôn để tôi là chủ y này, rồi tôi xách đi về chỗ tôi ở, tôi làm chứ đâu phải làm ở chùa đó đâu, anh nhớ chưa đó, chứ đừng có nghĩ là làm xách qua bên đó làm rồi cái tụng tiên ngôn tụng này ông sụng, đó không phải, anh nhớ đó không có phải nhớ. Những cái khác, những cái lặt vặt khác là mình đem về chỗ mình nhập hạ đó làm, mình chỉ mượn chỗ đó để tụng là gia quy mà thôi, nó tụng giao y, cái ông đó là ông cái gì ông làm đấy, đâu có làm cho cái chỗ mình mượn sĩ ma đâu, anh nhớ chuyện đó, không có mượn cho đó được, chỗ đó chỉ để tụng cái tuyên ngôn đó mà thôi, tụng rồi xong ông ôm về cái chỗ ông ở để ông làm, ông làm nghi thức còn lại. Nam mô Bích Thà Giá. Dạ con xin kính tri ân lời dạy của ngài, dạ con xin nhường mic mai lời cho vị khác ạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thà. Dạ. Thưa ngài, sẵn Nguyên Như có hỏi về vấn đề lễ Katina với Sima. Thưa ngài, thí dụ như ở chùa mà không có Sima, có cái building Sima thì lại không có làm lễ giao y như vậy thì cái việc cái lễ Katina nó có đúng theo ý nghĩa và nó có thành tựu không thưa ngài? Dạ con kính cao mít lại ngài. Nam mô Bụt Thà. Dạ, kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị, thì mình là mình tụng cái sĩ ma tạm thời, nhưng mà thường thường người ta ít có mấy cái xứ mà ông sư đông ta không dám làm. Tại sao không dám làm? Ví dụ ở chùa thường thường trung bình một cái thành phố, ví dụ ngay cả Mỹ mấy thành phố mà đông dân Á Châu rồi, thường 3-4 cái chùa, bây giờ chùa mình không có cái giới sĩ ma mình đương làm xong rồi mình tụng tuyên ngôn trong chùa đó, lỡ cái ông nào cũng đi ngang không được, cái người mà đi ngang để từng người trong chùa thấy dáng họ, thấy tăng tướng họ là cái đó không có thành. Thành ra thường thường đó người ta sẽ mướn một cái chỗ nào ở trong ví dụ công viên đi, mà ta biết ít có ông sư lui tới, hoặc là ta cho người cảnh ngoài ta tới đó ta vẽ vòng đây, ta tụng giả định đây là sĩ ma, cái người ta làm cái tụng tuyên ngôn cho cái lễ đó thôi. Vậy còn bên bên Tích Lan thường đó, bên Tích Lan đa số chùa không có kết giới sĩ ma, có gì là họ mướn cái tàu họ ra giữa cái hồ vậy đó, họ làm tăng sự tiện nhất khỏi lo vậy. Mướn cái tàu ra ngày đó hẹn nhau, ngày đó ra đó làm đó. Là, còn bên Thái thì chỉ có một chỗ với vị nào biết ở gần Bát Thái Gia đó, có cái chùa của ngài Kịch Thị Quốc Thô đó, ông cũng làm nó gọi là sĩ ma nám, tức là sĩ ma ở dưới nước à. Nghĩa là tụng ngoài đó ông làm giống như cái chùa một cột mình mà nằm tuốt ngoài xa, tuốt ngoài biển à. Mỗi lần gì cái mướn cái tàu chở mấy người đó thả lên đó là cái họ đi đâu đi, mấy ông sư lên cho đó làm xong công chuyện đó là hú họ, cái họ đem tàu vào rước về vừa gọi là sĩ ma nước là vậy. Có nhiều người ta bày ra nhiều chuyện lắm, đồng ý là trong kinh điển trực tiếp không có, nhưng mà họ làm những trúng như thường chẳng phải không, là cái chuyện đó không sao. Nam mô Bụt Thà Giá. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, dạ con kính chào toàn thể đạo tràng, dạ con đã thấy xuất hà sa thú kính tri ân ngài. Dạ sau đây con xin đọc câu hỏi của đạo hữu tu học . Kính thưa sư, thông lệ các vị sư Thái Lan sau khi đọc kinh xong cầm cái cây nhúng vào bình nước rồi rảy rảy
lên đầu Phật tử. Điều đó có ý nghĩa gì kính thưa sư? Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con kính dâng mít lại cho ngài để ngài có thể trả lời câu hỏi ạ. Dạ kính, dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Thực sự ra cái phong tục mà nước để làm gì đó có từ thời vua Bình Sa. Vua Bình Sa khi bọn dân đất cho Đức Phật ở đâu, ông đông qua vừa bưng đất lên được. Thành ra ông lấy nước, ông chế xuống tay ngài là nước mới chảy xuống, rơi đất nó chảy đâu chảy. Tức là dân đất, dân vậy đó. Thì bây giờ đó, nó qua tới Thái hay Miến Điện thì nó làm gọn lại. Tức là quý vị thấy sau khi mà họ xong rồi đó, họ tụng xong rồi đó. Thì trước khi mà tụng phúc chúc đó thì cái người dân ở đó thường cầm cái bình nước để xối vô tay đó. Thì cái đó là cái gì? Cái nghĩa của nó đó là nước mà xối vô đây đó cũng như mà cái phước mà mình tới đây mình làm, mình dâng cho chùa những cái món đó, đó. Nó không giống như nước. Nên nó chảy từ trên xuống cho nó không chảy ngược trở lên. Mình nhớ vậy đó, chảy ngược xuống cho nó không chảy ngược trở lên. Thì cái phước hay cái gì mà mình dâng tới chùa kể như là của đức của chùa, chứ không có mình không có tính chuyện ấy lại giống như nhiều người chúng ta kể đó. Dâng cho ông sư cái tọa cụ mà có khắc tên mình, ông sư cũng thấy tên người nữ cũng đâu giống ngồi, giống ngồi không giống ngồi, cái lâu lâu ghé chùa thấy sao mình dâng sư mà không muốn ngồi thôi đòi lại quên. Thành ra bên đó cái bài học họ là khi mà đổ nước vậy là chứng tỏ rằng cái món mà mình cho đây là nó đi luôn cho mấy, giống như đất của ông vua Bình Sa Vương đó. Thì bây giờ cũng vậy, thì có một số chỗ giờ đó là họ dùng cái nước đó, nước đó họ để rải đầu để cho thấy cũng vậy đó, những cái phước là mình làm nào rồi là của mình, ngay từ trên xuống dưới rồi này kia mà nó đi xuống là nó đi luôn những cái điều kiện theo cái điều kiện của nó, chứ mình không có nghĩa là không có muốn như vậy, mình muốn như cái kia được. Nó tùy theo cái họ, những phong tục này đó là không phải của vua Bình Sa ấy ra mà của Bà La Môn. Ví dụ chỉ rồi này kia rồi giật cái buộc cho tay rồi này kia xong là của Bà La Môn hết á. Phật giáo thì không có mấy cái nghi thức đó. Rồi cái, nhưng mà quý vị biết Phật giáo nó giống cái cục 500 đó. Nó đi tới đâu nó hút. Tốt xấu thì nó cũng hút vô đó. Nó hút vô nó đi qua chứ Bà La Môn nhờ thì nó hút mới qua bên Thái. Nó hút mới của Thái qua để hút mới. Mà nó chuyển qua Nam hút tùm lum hết. Nó nhất là hút của Tàu nữa. Ra. Bây giờ có nhiều cái của Tàu nó làm ra. Nó mình cũng có tưởng là Phật, dạ, Phật nào mà giải ba cái chuyện mà và ma ngoại đạo vậy. À, mình cứ tưởng là Phật dạy cái sống nhau mà làm. Nhất là mấy cái tụng kinh, cái giật chỉ, cái buộc vô tay, cái gì không cái gì mà hơn. Phước mình làm mình xài, mình không có phước mà hơn. Cái mấy chuyện đó là phong tục của nhân gian, nó mượn đầu này đầu kia, nó quên mất cái khúc đầu nó như thế nào, nó mới xảy ra những cái này. Nhưng mà cái đầu của câu chuyện nó chỉ có vậy thôi, giống như cái đầu của chuyện ai nói gì không biết. Nhưng mà nói tới thời mình đó thì thế là con ông là ấy gì con gì đó, Kỳ Nhông là ông Kỳ Đà, mà Kỳ Đà thì cha các ké thì mẹ Kỳ Nhông, nói biết là không ai biết đâu sao hết á. Hồi chúng tôi học cứ vậy đó, nó nhớ câu đó tôi đang hỏi vì nào dạ già giống cỡ chúng tôi mà học ấy biết giáo sư Lưu Khôn, sư ông già chữ Hán à, giáo sư Lưu Khôn hỏi ông nói ơi, theo ông hiểu nó nói vậy là Kỳ Nhông thì không Kỳ Đà, cái chỗ có Kỳ Nhông ở thì không có Kỳ Đà, Kỳ Đà thì xa các ké, chỗ có Kỳ Đà không có các ké, mà các ké thì lẹ hơn Kỳ Nhông đó, ông nói cái câu của người ta vậy đó. Mà nói riết là Kỳ Nhông là ông Kỳ Đà, Kỳ Đà là cha các ké là mẹ Kỳ Nhông, thì nói riết bá thở luôn à. Thì cái trường hợp cái gì mà hỏi nhúng đớn nhúng độn vậy đó, từ đầu nó không có gì, nó chỉ có cái ấy vậy thôi, sao là nghĩ ra tùm lum hết. Nó nước đó hên nữa, nhiều người vô tới chùa không thấy ông sư đi vô cái bình bình bát bự dần dần để đựng nước của ông sư, mỗi đêm tụng để khi nào Phật tử tới ông dùng cái chổi ông nắm để kia Phật tử đó múc ra một bình kia đó, đem về để lao mình cho hên. Không có hên gì, mình làm thiện pháp thì hên, chứ còn mình làm ác pháp là mình có lao nước gì thì nó cũng tào lao thôi chứ mắc gì đâu. Nó
Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư và dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con đã thấy đạo hữu tu học. Con kính tri ân sư. Dạ con thấy câu hỏi kế tiếp của đạo hữu tu học ạ. Kính thưa sư, y đại sinh của sắc pháp là tứ đại, vậy y đại sinh của danh pháp là gì thưa sư? Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con kính dâng mít lại cho ngài ạ. Dạ con xin xuống mít. Nam mô Bụt Thầy giá, kính bạch chư tôn này. Dạ kính thưa chư quý vị, y đại sinh sắc pháp tức là tứ đại đó. Còn ngoài tứ đại những cái gì còn lại thì nó phải như nương vào vốn cái đó để nó sinh. Còn bây giờ danh sắc là cái gì? Cái danh chánh là tâm. Những cái mà nương vào nó để sinh hoặc là để làm này làm nó, để biểu diễn cái này cái nọ đó, để nhiều khi để quậy nó nữa đó, thì cái đó gọi là tâm sở. Tâm sở đó. Bởi vì có tâm thì mấy tâm sở nó mới nương vào đó, nó mới biểu diễn trạng thái rồi được. Đó là tứ danh quẩn là như vậy đó. Chứ nếu mà bây giờ là có sắc hành sắc, có nhãn thức phát sinh mà không có bảy cái tâm sở đi theo, nó đâu thấy được phải không? Mà thấy là thấy như thế nào thành bao nhiêu lộ trình tâm, nó là tâm sở, là nó nương vào cái tâm để nó biểu diễn trạng thái của nó. Nói chung thấy đó là cái gì. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư và dạ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con đã thấy đạo hữu tu học xa thú này ạ. Dạ con kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia. Quý cô chú có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài, hay là có thể chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi ạ. Dạ con kính mời thầy Kinh ạ. Không biết thầy Kinh có trước máy không ạ? Kính mời thầy Kinh. Thầy Kinh không có đeo mắt kính đen rồi. Dạ con không biết đạo tràng còn. Dạ kính mời thầy. Dạ thầy có mắt kính rồi. Kính mời thầy. Dạ Nguyên Trang kính mời bạn trai của thầy nha. Nguyên Trang xin xuống mic ạ. Dạ Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Hà giá. Dạ kính lễ thượng tọa Lưu Tông. Dạ kính lễ chư tôn đức tăng. Dạ thân chào tất cả quý vị. Nãy nghe sư Lưu Tông nói về tứ niệm xứ, về cái tinh cần. Thì sẵn dịp con nhớ lại, nghe nó con nhớ lại một câu chuyện, hai câu chuyện. Một cái câu chuyện là có một ông Phật tử bên Canada, khi ông đi tu thiền, vô dự khóa thiền chung thì ông thiền hoài không được, ông ngồi chút ngủ, em lên ông hỏi con, ông nói giờ chán quá bỏ về, ngồi không được ngủ. Mới khuyên ông thôi ở lại đi, lo nấu bếp xuống với phụ, nấu bếp nấu nướng phụ mấy bà đó cũng được, cũng có phước báo như vậy chi. Thì ông cũng xuống phụ nấu bếp đâu này kia, xong cái hôm sau ông lên, ông dậy xong chiều tới trưa cái ông làm bếp xong chiều ông lên ông ngồi. Ông ngồi không biết ông ăn trúng cái gì, ông ngồi tới 4 tiếng ngồi. Ông ngồi bất động 4 tiếng ngồi. Sư Khánh Hỷ này là kia là phá quả tình. Ai cũng hết hồn dữ dội đó. Thì đó là cái câu chuyện mà ông tinh cần tinh tấn, không biết có phải là đó là tinh cần tinh tấn hay không. Ông ngồi 4 tiếng ngồi. Đó là câu chuyện của một cư sĩ. Câu chuyện của một ông sư. Ông sư đó ngồi thiền mà đau nhức mỏi quá, ông chán, ông chán. Ông tức quá, ông nói giờ kiếm đường Phật. Ông đi kiếm cái đường Phật bằng đá nhỏ, ông để trước mặt ông ngồi. Ông thề ngồi khi nào tượng đá này nhúc nhích, ông có nhúc nhích
những cái chuyện rồi đi tu thiền nó phát sinh nhiều cái vấn đề rất là tắc cười. Nhưng mà thì như vậy là câu hỏi xin hỏi sư mấy cái cách như vậy có phải mình xếp vô cái hạng được gọi là tinh cần tinh tấn trong cái thiền định không ạ? À, con cung thỉnh sư ạ. Dạ mọi Phật. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Thiện Tổ Mẹ. Dạ kính thưa chủ quý vị, tại người đó không biết thiền là gì. À, thiền là công việc làm của tâm chứ không phải là công việc làm của thân. Thành ra cái chuyện mình ngồi cứ ngồi tới sáng này nữa thì mà cái tâm mình nó lang bang, nó không có đối tượng nào chính thức hết, là cái đó không có, không phải gọi là thiền. Mình đi đứng nằm ngồi chỉ cần vài giây mà cái là trong tâm mình có Atabi Sambachano Satima, mà có cái đối tượng gì là mà một trong bốn cái điều kiện là thân thọ tổng pháp, cái đó mới gọi là thiền. Nó từ đầu bước vô người ta đã không hiểu rồi. Nhiều người ta nói là phải ngồi vậy đó, ngồi kiết già, ngồi 1 tiếng là được 100%, mà ngồi nửa tiếng thì được 75% mà vậy đó. Người ta nghe người ta tưởng ngồi là thiền, ngồi mới là thiền. Nếu mà ngồi là thiền thì chó mèo rồi nó cũng thiền à, nó ngồi lâu hơn mình mà nó đâu, nhiều khi nó ngồi nó không còn thèm nhúc nhích nữa, nghe không? Đó mình phải hiểu cho nó đúng á thì mình mới biết. Phải, bởi vì nói đa số nói mình hay ngồi ngồi thiền, đi thiền cũng được à, nằm thiền cũng được à, đứng thiền cũng được à. Đó. Thành ra tại vì mình cứ hiểu hiểu vậy đó nên mình không có đoán được. Nhiều khi là một cái mà người ta nói nó không theo sách vở đó, là nói chuyện đắc đạo quả của Ngài Ananda đó. Và nói là nói Ngài Ananda đắc ngoài đó. Thật sự là Ngài Ananda đắc trong tư thế nằm, chứ đâu đâu có là ngoài ngoài tư thế được, ngoài tứ quần nghi được. Vì vô chú giải của bài kinh Tứ Niệm Xứ sẽ thấy nói rõ ràng đất trong tư thế nằm, đang nằm, chứ không phải Ngài Ananda. Thành ra tại vì mình không hiểu rồi mình mới có những cái tư duy mà gọi là tà tư duy, không phải chánh tư duy, tà tư duy. Thấy mình ngồi mà không bằng mấy ông ấy rồi mình nguyện mình thích để mình ngồi với hơn ổng, ngồi hơn ổng mà cái tâm nó cái nó phóng hết chỗ này tới phóng hết chỗ nọ rồi có lợi ích gì đâu. Phải không? Nên nhớ mấy cái ông mà tứ thiệt á, ông ngồi đâu lâu. Ngài Sa Tạ ngồi đâu có lâu mà vẫn đắc đạo quả vậy thì. Vậy thấy không? Nó thành ra mình ngồi đúng, hiểu kiểu hiểu đúng thì làm gì nó cũng nhanh. Mà hiểu sai rồi thôi chứ ngồi từ sáng tới chiều đi nữa cũng vậy thôi. Nghĩa là ngồi riết rồi cái đi rửa tội luôn, bỏ thiền. Ngồi xong anh đau quá, mấy em kia cũng nói ngồi lâu được vậy là được này được nọ, hôm kia mình ngồi cái nó đau hoài, chắc ông nói không đúng là thôi đi rửa tội cho rồi, thấy không? Nam mô Bổn Thầy vậy. À sao sao đó, à nhưng mà cái trường này á, cái trường hợp mà cái chú cư sĩ đó, chú lên chú ngồi mà ngồi được 4 tiếng đồng hồ bất động thì như vậy cái tâm cái trường hợp đó, cái trường hợp đó thì mình phải giải thích như thế nào khi một người mà chưa từng có cơ bản gì về thiền học mà lúc đó họ ngồi yên bất động được 4 tiếng ngồi thì con thấy cũng cái này cũng là một cái chuyện mà mình cũng khó giải thích. À, bởi vì nếu mà tâm mà động thì không thể ngồi lâu được. À, còn cái này ông ngồi được 4 tiếng nói mấy ông sư còn bật ngửa ra rồi thì cái này này cung đỉnh sư quan cái thích cái trạng thái tư tưởng lúc đó như thế nào, tại sao ông đó ngồi được lâu dữ vậy? À, đây là con cũng chưa từng bao giờ ngồi được như vậy. À, Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy gia kinh bạch chư tổ hiền giả thứ ha. Kính thưa chư quý vị, thật ra đó cái chuyện ngồi lâu nó không có ấy, ngồi lâu mà ngồi hay ngồi cái gì chứ đâu có ấy đâu. Đó. Ở bên Thái có nhiều ông vậy đó. Ông ngồi lâu lắm. Nhưng mà hỏi tới chừng hỏi là ông thưa sư cả biểu trình pháp đó, hỏi ông không biết gì đó, tức là ông ngồi ngủ thì đúng hơn. Nhưng mà cái chuyện ngồi lâu được á, nó cũng có cái khả năng, nhưng mà cái chuyện khả năng để tập trung tư tưởng vô đối tượng thì không có
Có thể nhà ổng ngồi nhiều đời nhiều kiếp nhưng quay không. Ở đây bên đa số là bên Thái Mới Điện dễ thấy mấy cái đó là mấy ông say di đó. Ông vô ngồi rất nhiều ông ngồi mà ngủ đó mà người ngoài không biết. Không biết ngồi ngủ mà người ngoài không biết. Tưởng không cứ ngồi thiền mà mới là mấy ông say di đó chứ không phải là mấy ông ấy còn mấy ông lớn như mấy ông sư như tôi ngồi thế mệt là đứng dậy đi thôi chứ họ đâu bắt buộc mình ngồi bao lâu đâu. Nếu đi thoải mái thôi, ra vô giờ nào cũng được chứ đâu có mấy cái chỗ chúng tôi đi đâu không bao giờ bắt ngồi 1 tiếng 2 tiếng gì không có. Ngồi như thế nào mà tâm vẫn đủ sáng suốt để quan sát đối tượng, quan sát cái thân tâm này như thế nào. Chứ không có phải bắt buộc phải ngồi chân mình ra 1 tiếng 2 tiếng gì không có. Mà muốn ngồi sao cũng được. Chứ không phải ngồi kiết dài bán dài. Bây giờ ví dụ như một cái bà mà tháng tới rồi bà ra nhà thương Tỳ Vũ mà giờ bắt bà ngồi kiết già vừa thôi chứ. Bà chửi cho sập chùa cho ở đó thấy không. Chuyện ngồi nó không quan trọng. Nhớ chuyện đó. Quan trọng là cái tư tưởng mình trong lúc cái, mình có cái tư thế đó tư thế là đi đứng đồng ngồi đó. Mà nếu mình có cái tư tưởng như thế nào, cái sự quan sát mình về niệm định với tuệ rồi này kia nó như thế nào là cái đó mới gọi là thiền. Bởi vì thiền nó có 2 chuyện. Thứ nhất là quan sát đối tượng. Thứ hai là tiêu diệt những cái chướng ngại làm cho tâm nó không có ở một chỗ. Khi nào mình làm được 2 cái đó thì mình đứng hay ngồi hay nằm gì cũng là thiền hết đó. Chứ còn mình không làm được 2 cái đó thì mình có ngồi nghĩa là ấy hay là mà mua mấy cái ghế mà thấy bên Thái nó có bán á. Nó có 2 cái đồ đây nó kẹp vô lưng kẹp vô hông của mình á, ngồi cái buổi. Tôi có quen ông đó sao tôi hỏi mà mới biết ông đi qua bên Mới Điện á, vô cái chùa ngày Tăng Bô Lu. Tới chừng ông về cái ông đi ra thuê một cái và giống như là cái nạn của mấy người bị bệnh tật bị bệnh sinh sống rồi đó. Cái ông ngồi đó cái đó là ông ngồi cả đêm vậy đó. Hỏi ông tập ngồi tại vì theo mấy anh kia thấy ngủ ngồi mà hay quá ông tập thử. Ông tập có mấy tháng ông làm được bỏ luôn. Để làm gì vậy, thấy không? Cái hệ của ngài tăng Bô Lu là nghĩa là ngồi không à, không ngủ cũng ngồi chứ không có nằm. Nam mô Bụt Thầy. Sa hữu kính trên từ từ lưu tông. Rồi cái trong cái vấn đề này con cũng hỏi thêm một vấn đề mà hơi thở luôn xem. Khi mà mình một tập ngồi thiền đó thì khi thở vô biết thở vô, thở ra, biết thở ra. Thì giờ biết, người ta nói có nhiều người đặt vấn đề là biết cái gì cái chỗ này, biết như thế nào. Và nếu mà gọi là biết là gió đi vào hay là gió thở ra, khi mình nói mình biết gió đi vào, gió đi ra thì lúc đó cái tâm mình nó đã chạy qua vấn đề tục đế rồi. Thì giờ cái biết này mình phải nên hiểu như thế nào mới thật sự là biết đúng pháp, biết đúng cái pháp chân đế mà. Dạ, con cùng thánh sư ạ. Tâm mưu với thầy giả kinh bạch cho tôi mẹ giả kinh thưa thưa quý vị. Biết hơi vô ra, biết các gió chuyển động này kia, cái đó là cái biết của chế định, tức là thiện chỉ hay sẽ ma thả. Còn mình dựa vào một cái tiêu chuẩn khác để mình có thể biết theo thiền minh sát đó, tức là biết cái sự tiếp xúc, cái xúc ngay chỗ đó, xúc ngay chỗ mũi hay là cái hơi nó xúc vô cái bờ môi trên của mình. Nếu cái môi mình nó hơi hô thì nhìn vào chỗ đó để ấy cái đó. Còn cũng dùng hơi thở mà nó có nhiều chuyện, nó nhiều chuyện lắm. Hơi thở là một trong những cái mà, nhưng mà thường thường người ta dịch là biết thở vô, biết thở ra, biết. Thật sự ra đó mình phải hiểu theo chi pháp đó, thì mình nói thở vô biết. Thì cái chuyện thở vô đó đối với thiền minh sát không có. Mà thở ra đối với thiền minh sát không có là nhớ chuyện đó. Thiền minh sát chỉ có chuyển động của danh và sắc mà thôi.
Thế là mình coi cái sự chuyển động của cái hơi thở mà nó làm cho cái sắc nào mà nó có liên hệ tới cái đó, cái sự xúc chạm đó. Thì thường thường cái sắc là sắc thần kinh thân là phần đông, thấy không? Bởi vì nó xúc vô cái chỗ môi đó mà, chỗ môi hay là chỗ cái lưỡi đó, thì cái lúc đó là mới lần lần mới đi vô thiền minh sát được. Còn nếu mà không vậy thì người ta mới bắt đếm là vậy đó. Bởi vì mình cứ nói thở vô dài biết, thở ra dài biết, cái gì biết mà biết không biết cái gì đó, thành ra người ta bắt đầu đếm. Đếm để làm gì? Đếm để giữ cái tâm lại cái chỗ mình biết đó, tâm giữ mình biết đó, chứ không có gì đó. Mà khi mình nói mình biết, biết này biết nọ đó, thường là mình không có biết đâu, mình trắng cái gì đó. Bởi vì đó là cái tập hợp chỗ đó, nếu đúng mức là tâm tập hợp của danh sắc. Mà nó thở vô dài, tôi biết thở vô dài, nó nói đó nó chặt lắc. Không có cái tôi trong đó rồi. Mà nó có tôi biết là chặt lắc rồi. Thì nó chữ biết cho đó, đó, cái gì biết. Thì họ cứ lấy trong cái lộ trình tâm rồi họ giải thích. Đa số chú giải lấy trong giờ đó. Giải thích là giải thích như thế nào. Ví dụ nó xúc vô cái chỗ nào đó, sau khi xúc là gì, xong rồi cho nó sẵn đi ra nó quá thập ở nó, biết bao nhiêu chuyện là biết thôi. Còn xuống quá thập ở nó là không, là kể như không không có biết cái điều đó nữa. Bởi vì nó dựa vào số cái chuyện khác. Đó, chứ nó còn không còn biết hơi thở nữa. Biết hơi thở là chữ từ bắt đầu từ tùy theo lộ, ví dụ mình nói lộ ngủ ra dễ đi. Khi mà xúc vô sắc thân sắc gì không biết. Thì bắt đầu từ mà bên chạ đồ quá trình á, rồi tới cái thức mà nó biết. Cái thứ hai thêm nữa là sống lịch cho nó sẵn thì ra nó quá tập rồi nó chỉ có bao nhiêu cái sát nà tâm nó biết thôi đó. Chứ còn mấy cái khác qua khác là không tính là biết. Bởi vì mà khi mà nó xuống trong tóc rồi đó, thì mình nói biết là mình nói theo cái điều kiện của đối tượng nó đi qua thôi. Chứ lúc đó là nó không còn ấy nữa, mà nó là động tóc tham sân si hoặc là không tham hay không si tùy theo. Nhưng mà thật sự cái đó cũng không có biết nhiều rồi, tại sao? Bởi vì nếu mà nói bây giờ đó, Quynh có thấy một cái lộ ngủ nó phát sinh một lộ mà thôi. Rồi nó xuống một số cơ quan là nó xuống cái lộ kế tiếp là lộ gì? À, ti tặc khá ná quý thỉ. Rồi nó mới trở lên một lộ nữa, lộ ngủ nữa. Rồi nó xuống cái lộ à, ti tặc khá ná quý thỉ, rồi nó thêm một lộ nữa là sạ mu hoặc khá ná quý thỉ, tức là góp lại hai cái điểm kia thấy. Ha. Mà cái nó lặp đi hàng ngàn tỷ lộ trình tâm nó, mình mới thấy cái đó là cái gì? Là chế định mà thôi. Thành ra mình tập để làm gì? Để cho cái tâm mình nó bớt cái động tốc. Rồi nó bớt thêm cái phá quăng khá. Bởi vì nó nhiều động tốc, nhiều phá quăng khá đó, thì mình chỉ thấy một đường dài mà thôi. Ví dụ mình nói vậy hiểu đường dài thôi. Rồi sau đó đó, mình tập cho nó bớt thì mình mới thấy là gì? Thấy con đường đó nó đứt khoảng. Nó đứt khoảng. Nhưng mà cái người mà xuống được cái lộ ý rồi đó, mà bớt được nhiều cái phá quăng khá thì lúc đó thấy cái gì? Thấy từng chấm. Thì quý vị ở đây, quý vị đa số quý vị biết cái máy in của mình là chưa không? Dot matrix, máy in matrix. Nó gõ hàng tỷ chấm để thành một chữ. Đúng không? Nhưng mà tại vì nó gõ nhanh quá thành ra mình không thấy một tỷ chấm. Mà thấy một chữ U chữ gì đó thôi. Thì bây giờ phải đi ngược lại cái đó. Để thay vì mình thấy chữ U, mình thấy từng chấm. Nó kết nối thành chữ U. Chứ nếu mình còn thấy chưa là chưa có phải chưa chưa phải cái điều mà lộ trình tâm là cần phải thấy, chưa phải cái điều mà hành thiện minh sát phải thấy. Thành ra đó là những cái mà cái thứ hai đó, thường thường mình học rồi cái mình cứ dựa vào và tịch trà một bạc để mình nói nhân duyên. Thật sự cái đó mình nói chơi chứ nó không có đúng. Tại sao? Bởi vì cái người mà thấy mà hiểu được tịch trà một bạc, người đó mới qua thể thứ hai. Tệ thứ hai của thiền minh sát, tệ là tệ thấy nhân duyên của danh sách.
mà mình chưa qua cái tệ đó thì mình có nói, chỉ nói theo pháp học, nói theo cái định mà thôi, chứ làm sao mà tới được, phải không? Bởi vì sao? Trong thanh tịnh đạo đó, tệ thứ nhất, tệ thứ nhì đó, họ đâu có kể là tệ minh sát đâu, họ vẫn kể là bà lý dứt đàng hoàng, tức là tệ văn chứ chưa phải là tệ hành. Nhưng mà mình cứ nói 16 mình nói à, chưa để muốn hiểu được, và tệ cha mỗi bài phải qua cái tệ thứ hai, mà tệ qua một cách rất là vững chắc kìa, mà hiểu được và tệ cha sơ một bài thì nam mô Bụt Thầy á. À, xa thú, xa thú. Dạ, kính trời từng tuổi tao. Dạ, thấy có con à, mời Nguyên Trang nha. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, con kính lãnh lễ quý sư và kính chào đạo tràng. Dạ, Nguyên, dạ con kính cảm ơn thầy kinh đã có những câu hỏi. Con thấy nó khó quá. Dạ, sau đây con xin đọc cái câu hỏi của đạo hữu tu học. À, kính thưa sư, thực tập thiền quán thì không quan trọng tư thế đi, đứng, nằm, đi, đứng, ngồi, nằm. Nhưng nếu là tu tập thiền định thì tư thế ngồi, yên là cần thiết, phải không thưa sư? Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi ạ. À. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài ạ. À. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch thưa tổ hiền, dạ kính thưa quý vị. Thiền quán hay thiền chỉ gì đó không có tới tư thế nào mà cần thiết hết đó, bởi vì tư thế chỉ là phương tiện để tâm làm việc mà thôi. Thiền là công việc làm của tâm, chúng tôi làm lại, thiền là công việc làm của tâm nhưng không phải công việc làm của thân. Nhưng mà sở dĩ mình cần tới cái thân là tại vì những cái đó là nó tạo một số cái điều kiện là gì, thí dụ như mình đi á, thì cái tác động của đi nó không làm cho cái tâm mình yên để quán một số đối tượng. Đó. Nằm ngồi rồi những cái chuyển động vậy đó nó không ấy. Thành ra thường thường người ta lựa cái tư thế nào mà nó tương đối là nó cần thiết để người ta ngồi mà nó không có phản ứng thì người ta ngồi. Bởi vì nó ít có phản ứng không? Bởi vì thay vì mình đứng thì nó mau mỏi hay là nó phải cần phải nhúc nhích thường hay gì đó. Đi cũng vậy hay gì đó. Nhưng mà cái thấy ngồi thì có thể lâu hơn chút, nếu mình tập thì nó lâu thêm được chút nữa đó. Thành ra những cái tư thế ngồi nó không quan trọng bằng cái tâm, những cái tâm sở mà nó đang quan sát cái đối tượng qua các tư thế đó mà thôi đó. Thành ra nếu mình nói nhập thiền đó, thật sự nó mình nằm nhập thiền cũng được à. Thí dụ mình đứng mình nhập thiền được không? Đúng được. Chỉ có đi là cái thế chuyển động thì mình nhập thiền được thôi. À, còn mình muốn ngồi mình nhập thiền được, nhưng mà đứng hoặc là nằm cũng nhập thiền được vậy. Nếu mình đắc thiền rồi thì nằm làm gì chả được. Thành ra nếu mình nói thế ngồi nó là cần thiết cho một cái yếu tố nào đó thì chúng tôi không nghĩ vậy. Đó. Bởi vì Đức Phật khi mà dạy đó, ngày tứ quay nghi và tiểu quay nghi, tức là thế nào nó cũng có thể nó giúp ích cho cái tâm làm việc, mình gọi là thiền, chứ không phải cái thế đó cần thiết cho ngồi thiền hay là cho tu thiền gì, không phải. Bởi có nhiều người ta có những cái dị tật người ta vẫn ấy được chứ sao không được. Có những người ta sanh ra ta liệt hai cẳng thì người ta đâu có đi được, người ta đâu có đứng được thì người ta phải ngồi, mà ngồi phải ngồi cái xe lăn nó chứ đâu được ngồi xếp bằng gì đâu. Đó. Nhưng mà cái mà để làm cho cái nó sáng tỏ cái danh sách để mình thấy được những cái kết quả hay là những cái phiền não đó là do tâm, chứ không phải do tư thế. Mà cái tư thế đó là nó là cái phương tiện để nó giúp cho mình ở cái tư thế đó mình dễ, cái tâm nó dễ làm việc hơn, cái tâm nó dễ định, hoặc cái tâm nó an dễ hơn là mấy cái tư thế khác. Cái đó là tùy theo cái mỗi cá nhân thôi, chứ nó là quan trọng thì nó không quan trọng. Bởi vì từ đầu là bao giờ cái sách vở về thiền thì nói là thiền là việc làm của tâm chứ không phải việc làm của thân. Đó. Thành ra khi mà người ta đắc á, đâu phải là lúc nào người ta ngồi ta đắc đâu. Nên chúng tôi mới nói ngài nó đang đắc là do tư thế nằm. Có nhiều gì tư thế đi tao cũng đắc được vậy, đứng tao cũng đắc được vậy.
Tùy theo cái cá tánh người đó, hay là trong tiền kiếp, cái tiền nghiệp ta tập cái thế nào trong dịch thiền. Bởi vì cái lý do lúc đó, ví dụ người đó, người ta đi, bị dị tật, người ta đi đứng, người ta ngồi khó khăn hơn, người ta đứng hay đi, người ta vẫn có thể tập thiền đứng thiền đi, chứ đâu bắt buộc phải ngồi đâu. Nam mô Bích Thà giá. Nam mô Bích Thà giá. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài, dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con đã thấy đạo hữu tu học đã xa thứ kính chư ngài. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Con không biết là các câu thư sư đang đi. Dạ cái câu hỏi. Dạ để con đọc câu hỏi, hình như câu hỏi tiếp của đạo hữu tu học là thư sư đang đi thì làm sao nhập định sơ nhị tam tứ thiền được thưa sư? Dạ con kính dâng mít lại cho ngài ạ. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con xin xuống mít ạ. Ồ trả lời rồi hả? Dạ ồ dạ con xin sám hối. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Con kính mời đạo tràng có thể giơ tay hỏi trực tiếp tới ngài hay là có thể chat trên màn hình. Dạ, con thấy cái đạo hữu tu học có câu hỏi tiếp tục ạ. Kính thưa sư, ba trí đầu tiên trong 16 loại tệ, nhà Maru, Babarichye, Đần, Chê, Đá Nhà, Napachaya, Barit, Gahana, con xin lỗi, Bachaya, Barit, Gahana, Nhà, Nasam, Masanan, Sananan, Nhà Na vẫn còn là trí văn phải không thưa sư? Dạ con xin sám hối ạ. Dạ con xin xuống mít, con kính dâng mít lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thà Gia kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra là ngay cái thanh tịnh đạo vậy, họ nói hai cái trí đầu tiên là vẫn còn là trí văn chứ chưa phải là trí tu. Nhưng mà bắt đầu cái tệ thứ ba đây là được gọi là trí tu rồi, tại vì đã bắt đầu thấy vô thường khổ não vô ngã. Người ta dựa vào cái loại đó, thấy vô thường khổ não ngã. Thành ra trong đây thì mình hành thiền để cá nhân của mình đó, thì thật sự chỉ hai loại trí thôi, là trí văn với trí tu mà thôi. Bây giờ mình nhớ là phạm nhân là trí tư không có. Trí tư chỉ có ở bậc toàn giác và bậc động giác thôi đó. Còn mình thì chỉ có trí văn với trí tu chứ không có trí tư. Thành ra cái sấm mát sanh nói gian, tức là đã thấy bắt đầu thấy tâm tướng rồi đó. Nhưng mà mấy cái này là chú giải người ta không đồng ý, có nhiều chỗ nó không có thống nhất với nhau. Thành ra có nhiều ở chỗ nó gọi là ví bà sanh na gian 9 thôi, có chỗ nó 10 đó. Tức là tính từ tệ thứ ba lên cho tới anulom ở nhà đó. Còn hai tệ kia là tệ siêu thế rồi. Thành ra họ tính nhiều cách lắm, nhưng mà họ vẫn có góp chung lại là tổng cộng với Vipassana gian có 16. Nhưng mà khi họ chia ra từ trí văn với trí tu thì họ mới thêm bớt cái chỗ đó thôi. Tại vì cái người mà thật sự mà thấy mình nói là thấy danh sắc, nhưng mà thật sự là vẫn dính vào chế định pháp như thường chứ chưa có bỏ hẳn được. Khi mà tới tệ thứ hai á thì bắt đầu thấy nhân duyên của nó, mà khi thấy nhân duyên á cũng vẫn còn là trí văn. Mà khi mà nó chín mùi nó là bắt đầu tệ thứ ba là thấy vô thường khổ não vô ngã, tức là đã thật sự là thấy thực tinh pháp rồi. Bởi thực tinh pháp mới có vô thường khổ não vô ngã chứ không phải thực tinh pháp mới làm gì có vô thường khổ não vô ngã đó. Mà đó là trong chú giải, tùy theo chú giải họ giải thích thôi, chứ còn mình tí gì cũng được, mấy làm sao mà có được nó là đắc được nó là đã rồi. Nam mô Bụt Thà Gia.
Nam mô Bụt Thầy. Dạ con kính đảnh lời quý sư và dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ con đã thấy đạo hữu tu học, con kính cảm ơn sư. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ, cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi. Quý cô chú có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ. Con thấy room cũng đông mà rất là im lặng. Thầy Kinh ơi, dạ con không biết còn ai hỏi nữa không. Con thấy bây giờ là 6 giờ 22 phút, chỉ còn vài phút nữa thôi ạ. Con không biết là có quý vị nào đặt câu hỏi không ạ. Dạ, Nguyên Trang kính mời thầy Kinh đặt câu hỏi ạ. Tại vì con những câu hỏi của thầy con nghe, con ngồi nghe rất là xa thú ạ. Dạ, con kính cảm ơn bàn tay của thầy, con xin xuống mắt ạ. Dạ, nam mô Thầy giá, nam mô Thầm Mai giá, nam mô Sa Kha giá. Dạ, kính lễ tôi lưu tâm. Hỏi cầu sư giảng cho hết già luôn. À, sư nãy sư nói về vấn đề đi kinh hành, đi đứng nằm ngồi, thì khi mà mình đứng sẽ có những gì mà tu thiền tôi lấy cái quay người đứng, có mấy ông còn thấy là cũng hay post lên vấn đề đó, lâu lắm đứng cả tiếng đồng hồ, thì khi đứng như vậy đó cái thân nó bị chuyển động. Cái thân đứng nó xoay nó chuyển này nghe là, thì họ nói khi mà nó chuyển động như vậy nó chính là cái bản thể gió nó phát sanh. Thì khi bản thể gió phát sanh đó, họ quán cái bản thể gió đó, tức là họ thấy được cái pháp thực tính của cái tứ đại. Thì điều này không hiểu là cái pháp mà tu về cái đứng này nó như thế nào. Con cung thỉnh sư Quan Hỷ giải thích về cái đứng này có cái thật sự có cái lợi ích không ạ? Dạ, nam mô Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn hiền. Dạ, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đi đứng nằm ngồi đều là tư thế trong thiền minh sát được ha. Họ đi đứng nằm ngồi thấy cái gì? Xin thưa quý vị là thấy trạng thái của chất gió. Để chúng tôi vô cái website chúng tôi tìm cái chú giải của tứ quy nghi theo thiền minh sát, tức là thấy động ở đây quý vị. Quý vị nên nhớ chuyện đó. Tứ quy nghi trong không có cái thế nào mà không phải là thấy động cả. Thành ra tứ quy nghi đó là thấy động hết đó. Bởi vì thiền minh sát là cái tư thế nào cũng tư thế động hết đó. Bởi vì không động thì không thể mà mình có thể. Chúng tôi không nhớ cái bài kinh nó nằm ở đâu. Bởi vì trong cái thường thường bài kinh tứ niệm xứ như là ở trong Đi Khá Nikaya phải không? Bài kinh tứ niệm xứ tự nhiên lúc này già và tự nhiên cái rồi không biết nó nằm đâu. Đúng rồi, nằm trong Mà Quắc, để chúng coi, để chúng tôi coi trong đây thật là thả thế kìa. Chúng tôi lấy đây cho quý vị biết này, để quý vị về có dịp coi. Bởi vì về có dịp coi cho nó tốt, chứ không có gì đó. Mà quá khá bà lì. Chưa gì chờ chúng tôi chút. Tôi lấy cái địa chỉ cho quý vị coi.
vậy cho nói cho nó chắc ăn nó có thứ tự với cùng mình nói và về nói không có cái giờ giờ đi bà thà đây là cái đoạn này quý vị thấy cái đoạn chúng tôi bớt lên không? Hay là tiệt thả mi tị chiệt tăng ngụ bạch thá tị sự suy nghĩ đứng phát sanh tăng hoa văn chá nê tị thì sự suy nghĩ đó như thế nào? Hoa vô nguyên giác tinh chá nê tị sự suy nghĩ đó là phát sanh cái sự suy nghĩ của thức phát sanh thức gió nè chiệt tả kỳ lý gia hoa vô tha tụ thấy không? Là cái đoạn này đó là nói về tứ quan nghi là phải coi ở đây là đứng là vậy đó. Còn nếu mà quý vị coi trên cái đoạn trên chút á thì đi đứng nằm ngồi đều có trong trong cái đoạn chú giải của bài kinh tứ niệm xứ hết. Nên quý vị chịu khó về lật ra coi ví dụ ngồi như thế nào, ní xả mi tị triệt tăng ngụ bạch chế giá trị nè cũng vậy, sẽ suy nghĩ sẽ ngồi phát sanh tăng qua văn chế nê tị sẽ suy nghĩ đó là phát sanh chất gió qua vô nè, qua vô nguyên giác tinh cái này thì chất gió đó nó do cái tên là phát sanh do tâm nó có sự chuyển động chỉ tại cái do qua tụ này là kim sùng thành ra tất cả những cái gì mà thuộc về tứ quan nghi đó nó là thế động hết á, khi đứng nằm ngồi đều là thế động hết á. Bây giờ có gì thấy đứng thiệt thả tỷ thiệt tăng và chơi sẽ nghĩ sẽ đứng ra đó. Đó là lý do tại sao mình muốn biết mấy cái này là mình phải nói cho nó đúng thứ tự của cái đi đứng ngồi nằm. Còn mình nói đi đứng nằm ngồi là mình hành thiện mình khác không được, đi đứng ngồi nằm đó. Thì khi mình đi thành bây giờ mình mới đứng được chứ, đứng thì phải triệt cái tâm suy nghĩ sẽ đứng thì tiện triệt tăng của mình chắc tiện thôi. Chứ còn nếu mình đương đứng rồi mình sẽ nghĩ là đứng thì sao? Phải không? Nó nói cho đúng thì nó mới là... Thành ra nó đọc cái này rồi quý vị thấy. Tại vì chúng tôi hồi nãy chúng tôi nói là ngày nay ta đắc đạo quả trong tư thế nằm là vậy đó. Giống vậy đó. Tại vì ngày nay đang ngồi, ngày suy nghĩ sẽ nằm. Thì ngày vừa hạ cái nghĩa là sẽ gia mi tị chỉ tăng ngũ bạch chất tị thì suy nghĩ sẽ nằm phát sanh tăng qua văn chánh nê tị đây qua vô với chất tinh chánh nê tị chỉ tạ kỹ gia qua vô tha tụ nè, nghĩa là từ cái lúc mà ngồi xuống cho tới nằm thẳng người ra thì cái lúc đó gọi là ngồi. Thì ngài suy nghĩ vậy là ngài mới bắt đầu ngài ngã lưng ngài nằm xuống, thì trên đường ngã lưng nằm xuống đầu chưa tới gối đã đắc đạo quả thì làm sao nói là ngoài tư thế được. Phải không? Chú giải nói rất rõ ràng để cho quý vị thấy mình cái gì mình không chắc mà nó dựa chú giải mình nói, chứ mình nói là cái nó không đúng cái chỗ của nó rất là nguy hiểm. Nam mô Bích Thà Giá Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Quý Vị, tất cả Phật Ba Nô Phật Sinh do Pháp Thoại trong ngày hôm nay xin hãy làm mỗi duyên lành để tất cả Chư Tôn Hiền Giả cùng cần xin làm xin hãy trong đạo tràng có cơ hội để thấy được để đạt được cái sự chấm dứt các áp pháp ngủ ngầm nơi tâm. Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sẵn Khai Giá, Nam mô Đất Thành Ất Tự Giá Xà. Sa thú lành thai chúng con. Thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Liễu Tâm đã từ bi giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng để chúng con hiểu thêm về giáo pháp của Đức Thế Tôn để chúng con bớt được ác nghiệp, đã được sự lợi ích ngay đời này và đời sau.
Nam mô Bụt Thầy giá, chúng con một lần nữa thành kính đảnh lễ tri ân ngài, và chúng con cũng thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được trong buổi học ngày hôm nay. Đến giới quý ngài, nhất là ngài Liễu Tông, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống, phạm hạnh thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bụt Thầy giá, và con thấy ngài Chí Đức có trước mặt có trước mái, và con xin cung thỉnh ngài. Sau khi con sám hối, con cung thỉnh ngài chúc phúc cho đạo tràng, để đạo tràng chúng con tròn đủ phước báo. Nam mô Bụt Thầy giá. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp. Uất tam ăn ghê na quạnh đê hăng ba đà phạn sum và ruột tam ăn buột thệ vô khá lý tổ đô sâu buột thô khám mặt tụ tăng mà măng. Chọn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần chi chân Đức Phật, ta đặng chi tôn chi thánh, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quạnh đê hăng thầm manh chá đức quý thăng quà răng thầm mê vô khá đi tô đổ sâu thầm mô khám mặt tụ tăng mà măng. Còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quạnh đê hăng sang khanh chà đu vi thốt tam ăn sang khê vô khá lý tổ đô sâu sang khô khà mạ tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi phúc thúc cho đạo tràng chúng con à, và con kính nhân mít đến ngài. Sirat minh me bút thất sê thô sà rê bô tô gia đạp khí nê hoa mạng sê mọc gà la nô phù rà tô vê đà cà tà yàng bà chí mê mà mạ à năn đô kì nà sà hoa chà tô tí sà. Sà mạnh tà lô kà bà la chì in đà đê hoa sà phrâm mạ kà e tê sàng à nú phà vê nà sà bê phá gia u mạc đà hoa à nê kà an tà rà yà phì vi nà sàn tù a sê. Sà tôn Đức Phật ngự trên đầu, vai mặt xá lợi Phật, vai trái kiền liên hầu, trước mặt là tâm tạng, sau lưng a nan chầu, bốn phương A-la-hán, Đế Thích lẫn Phạm Thiên, do oai lực pháp màu, hộ trì cả năm châu, rủi ro và tai hại, tất cả đều lo âu, xin được mau diệt tận. Sua thân lạc thô, su kỷ tô, vô rô nô hô, bù thất xa thân nê, rô vô, su kỷ tô, hôi xa hạ sọ bế, nhà tí phi xa thân lạc tham. Sukita Viruna Ha Buddhasa Sane Aroga Sukita Hoi Saha Sakpe Nyati Phi Te Atalata Sukita Viruna Ha Buddhasa Sane Aroga Sukita Ho Thasaha Sakpe Hít nhà tị phi cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thủ đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi phúc chúc cho đạo tràng, và Nhật Quỳnh cũng kính cảm ơn Nguyên Trang và Quỳnh Kinh và tất cả đạo tràng đã làm thị giả cho ngài cũng như cho những câu thảo luận. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng phước mà đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay ạ. Dạ đề quá ta san tì vi ha ra qua sĩ ni thù về kha rê bơ thi kha rê ta hình ta tham mà đà nê na pha quan tù bơ chí ta so thình ca rôn tê thà vi ha ra man đá lê thê ra cha mát cha na qua ca cha bích kha vô sa ra ni ca da na ba ti u ba sa ca ga ma cha đê sa ni ga ma cha ít sa ra sa ba ni phụ ta su khi ta pha quan tu tê
cha a la bu cha a ye bi cha an da sam pha qua san se da cha ta a tha vơ va ba ti ca nêu ya ni căng tham ma qua rằng ba tịch cha tay sa be bi đô kha sa ka rơn thu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha phục ca la sang go ho tu sa ma go va a tha cha cha hi ta cha cha am hai ra kha tu sat tham mô sát bề bi tham ma cha thi nơ vượt thinh sam ba bồ này ya ma tham ma đi dập ta quê đi tê ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thật nơi cây bồ đề chúng con xin hồi hộp về sẽ dùng pháp thi tiện bề cũng dân rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn nao phước hằng hạ xa thì khu trần luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu thiền nam tinh nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quần được phần an khương chúng sanh buông lõi không lường nọn thai thấp hóa khi nương pháp lành giải thoát pháp bảo nên thành đặng mà dứt khổ truyền quanh đỏ đài cầu cho hưng thạnh lâu dài pháp thiện tri thức các ngài mở mang bậc tu sinh được bình an cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau đại thêm phẩm hạnh thanh cao những quả lợi ích kết mau kiệt thì cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng con tăng hóa trong pháp Phật rồi giao truyền. Nam mô Bụt Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ dân hòa phước mà chúng con đã trong sạch tạo được trong buổi học ngày hôm nay, đánh giới tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Phật Gotama được bền vững lâu dài, chúng con cũng kính dâng quả phước này. Đến với tất cả chư thiên, phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây. Chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư thân ni hiện diện trong rơm, Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Pháp Vân, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hộ độ chư trong đức pháp thể khinh nan, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành. Và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng điều nhau cả thảy. Ý đăng muôn nhân ni ba na sa bát cha yo hồ túc. Ý đăng muôn nhân ni ba na sa bát cha yo hồ túc. Ý đăng muôn nhân ni ba na sa bát cha yo hồ túc. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức, nhất là ngài Liễu Tông, quý ngài đã quang lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính lãnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được. Đến với quý ngài, nhất là ngài Liễu Tâm, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ đạo tràng thảo luận Phật pháp. Cầu mong phước này trợ duyên tất cả quý cô tu nữ với anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Hữu Gotama. Nam mô Bụt Tha Giá. Con xin thay mặt ban điều hành Rome Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ với anh chị em đạo hữu ngày mai quang lâm vào Rome theo giờ thường lệ là 3 giờ rưỡi sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ Rome có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, với anh chị em đạo hữu, hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Bình kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho Rôm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp.
Nam mô Bích Tha giá, con kính chúc quý ngài Nhật Bình, kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính chào tạm biệt đạo tràng, con xin phép được xuống mít để trong ban điều hành chúng con gửi bài kinh châu báo, sau đó chúng con cũng xin phép được khép cửa rum. Nam mô Bích Tha giá, kính chào tạm biệt đạo tràng. Kinh Ratana Sutta. Yani thabhuta ni samagata ni bhumma ni vaja ni vanta likhe sate vaputa sumana bhagwan tuatho visakathya sunantu pasitam tahi puta ni sametha sate metam karotha manusiya bacha yadi vacharato chaharanti ye paling tasmahine rakkata panata yang kinchi vetang itawa hurang vasake suvayang ratanang vanitang nano samangati tathagate nairam vibhute ratanang vanitang etena sachena suvati hotu khayang viragang amatang vanitang yada chaga sakya muni samahito na tena thamme na samati kinchi dam vithamme ratanang vanitang etena sachena suvati hotu yambhuta setho Bariwana yisa kin samati manan tarika nyamahu samati nate Nasammo na vichati dam vithamme ratanang vanitang Ete na satye na suvati hotu ye pukkala atasatang basatha Chathari etani yugani hantite takhine yasugata sasavaka Ete sudinnani mahapala nairam visankhe ratanang vanitam Ete na satye na suvati hotu yesu pajota Manasadanghe na nikamino gotamasasana